Chương 456, 3 trận thắng liên tiếp. Lâm Thanh Diện nhún người một cái phốc lên lôi đài, liếc mắt nhìn xung quanh, trên người toát ra khí thế nhìn đời bằng nửa con máy. Khi người dẫn chương trình nhìn thấy Lâm Thanh Diện thượng đài, anh ta cũng không nói những lời thừa thãi nữa, mà lập tức tuyên bố bắt đầu trận đầu tiên. Một người đàn ông có thân hình to vững như một ngọn núi nhỏ đứng đối diện với Lâm Thanh Diện, hai cánh tay của người đàn ông này thô to như bắp đùi, cơ bắp cuồn cuộn như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Đứng thứ 10 trong chiến thần bảng, Trấn Thiên Trùy Tiết Trấn Sơn. Tiết Trấn Sơn nắm trong top 10 bảng xếp hạng chiến thần, nổi tiếng về sức mạnh, đặc biệt là hai cánh tay của anh ta mạnh một cách đáng sợ, có thể nghiên nát con người thành xương thịt. Nghe nói cho dù là lý phù đồ, cũng không dám trực tiếp đón đỡ nắm đấm tích tụ 100% sức mạnh của Tiết Trấn Sơn mà chỉ có thể dùng sự khéo léo để triệt tiêu sức mạnh của Tiết Trấn Sơn. Khi mọi người nhìn thấy Tiết Trấn Sơn trên võ đài, tiếng hoan hô lập tức nổ vang trời. Tiết Trấn Sơn rất nổi tiếng trong giới quan lĩnh, thực lực lại rất mạnh nên được nhiều người vô cùng kính trọng. Audio điện tử võ tấn bền Tiết Lão Đại, đập chết thăng nhóc không biết trời cao đất rộng này đi, đập cho nó tan xương nát thịt luôn. Đập chết nó, dùng hai cánh tay vô địch đó của anh đập chết nó đi. Trấn Thiên Trùy mà ra tay thì đối thủ sẽ tan xương nát thịt. Lâm Thanh Diện này trông yếu ớt, chỉ sợ ngay cả một quyền của Tiết Trấn Sơn cũng đỡ không nổi ấy chứ nhưng Tiết Trấn Sơn không nói không cười, sau khi thượng đài, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn chem chằm Lâm Thanh Diện, sau đó không nói một lời lao đến. Lâm Thanh Diện cũng không lưỡng lự, người có thể lọt vào top 10 chiến thần không hề đơn giản, không thể khống chế đối phương chỉ bằng một chiêu như trước được, cho nên mỗi một cao thủ tiếp theo, Lâm Thanh Diện đều phải chú trọng. Tiết Trấn Sơn tung một cú đấm về phía Lâm Thanh Diện khiến cho không khí chung quanh cũng phải nổi gió, Lâm Thanh Diện cũng không định trực tiếp đỡ cú đấm này, anh nhanh chóng né, nắm đấm của Tiết Trấn Sơn trực tiếp chạm sàn làm thủng một lỗ to tổ bố. Các thành viên trong gia tộc tới xem trận đấu, nhìn thấy cảnh tượng này, đều hít thở không thông, rõ ràng là họ đã bị kinh ngạc và hoảng sợ trước nằm đấm mạnh mẽ của Tiết Trấn Sơn. Quả nhiên là quá lợi hại, đúng thật là giống với búa đập, bảo sao người ta gọi anh ta là Trấn Thiên Trùy, không ngờ đăng thiên thê này lại đáng sợ như vậy. Mới cửa thứ nhất mà mấy người đó đã mạnh như vậy rồi, về sau sợ là không thể đánh giá theo lẽ thường được nữa theo tình hình này thì có lẽ chỉ cần bị chúng một đấm thôi Lâm Thanh Diện cũng sẽ mất mạng. Thượng quan môn đang đứng trên lầu ba chứng kiến thực lực của Tiết chấn Sơn liên hưng phấn mỉm cười, lẩm bẩm đúng là đồ rác rưởi ngay cả nằm đấm của Tiết chấn Sơn cũng không dám tiếp thì còn gì là đàn ông nữa. Anh dám tiếp sao? Lương Cung Nhạn Sương đứng bên cạnh khinh thường hỏi một câu. Thượng quan môn ho nhẹ hai tiếng, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nói, dĩ, dĩ nhiên là không dám rồi, có điều tôi cũng không cần phải. Ngoặc kép, ha, ngay cả nắm đấm của Tiết Trấn Sơn cũng không dám tiếp, thì còn gì là đàn ông. Lương Cung Nhạn Sương lặp lại câu nói vừa rồi của Thượng Quan Môn. Thượng Quan Môn đỏ bừng mặt, trong lòng ghét cay ghét đẳng không hiểu tại sao Lương Cung Nhạn Sương cứ đối đầu với mình. Trên lôi đài, Lâm Thanh Diện cùng Tiết Trấn Sơn đã đấu với nhau hàng chục chiêu. Lúc đầu Tiết Trấn Sơn nghĩ rằng mình có thể giải quyết Lâm Thanh Diện chỉ bằng một vài chiêu, nhưng sức mạnh mà Lâm Thanh Diện thể hiện vượt quá sức tưởng tượng của anh ta và Lâm Thanh Diện không hề đơn giản như bề ngoài mà anh thể hiện. Sau một động tác khác, Lâm Thanh Diện và Tiết Chấn Sơn đều lùi lại hai bước nhưng Tiết Chấn Sơn lập tức lao lên và định dáng cho Lâm Thanh Diện một đòn hết sức. Lâm Thanh Diện thấy thế, nheo mắt lại, sau đó cũng học theo bộ dáng Tiết Chấn Sơn và bắt đầu tích lũy sức mạnh. Mẹ kiếp, không phải anh chàng này đang muốn trực tiếp bắt lấy cú đấm của Tiết Chấn Sơn đấy chứ? những người có tên trong bảng xếp hạng đều ngạc nhiên không thôi. Hừ, một tên ngu xuẩn ngay cả Lý Phủ Đồ cũng không dám đối đầu với nắm đấm của Tiết Trấn Sơn, chỉ sợ đầu anh bị úng nước rồi, mới dám làm như vậy, thượng quan môn cười nhạo một tiếng. Sau khi tích lũy sức mạnh trong một thời gian ngắn trên võ đài, hai người lao về phía nhau một cách nhanh chóng, thay đổi chiêu thức và tung nằm đấm vào nhau. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả, trong trí tưởng tượng của họ, Cảnh tượng tiếp theo sẽ kết thúc bằng cánh tay bị gãy của Lâm Thanh Diện. Tuy nhiên, hình ảnh mà họ tưởng tượng đã không xuất hiện. Sau khi nằm đấm của Lâm Thanh Diện và Tiết Chấn Sơn chạm nhau, cơ thế của Lâm Thanh Diện liền đứng vững và không bị thối lui dù chỉ một chút. Ngược lại, sau khi Tiết Chấn Sơn tiếp xúc với nắm đấm của Lâm Thanh Diện, lông mày của anh ta hơi nhíu lại, sau đó, thân hình như ngọn núi nhỏ không thể chống lại sức mạnh của Lâm Thanh Diện mà bật lùi về sau chừng 5 mét mới có thể đứng vững lại được toàn trường đột nhiên trở nên yên ắng, mọi người nhìn thấy cảnh này đều không thể tin được. Không ngờ Tiết Chấn Sơn và Lâm Thanh Diện so nằm đấm với nhau mà Tiết Chấn Sơn lại rơi vào thể hạ phong. Cảm ơn đã nương tay, Lâm Thanh Diện chắp tay nói với Tiết Chấn Sơn. Tiết Chấn Sơn vô cùng kinh hãi nhìn Lâm Thanh Diện, hoàn toàn không ngờ đối phương lại có thực lực mạnh như vậy. Ở trong mắt người khác, Tiết Chấn Sơn chỉ rơi vào tình thế bất lợi khi so nằm đấm nhưng trong lòng tiết trấn sơn thừa biết rằng nếu như vừa rồi lâm thanh diện không nương tay thì cánh tay của anh ta đã bị phế rồi hơn nữa lâm thanh diện hoàn toàn có cơ hội lợi dụng ưu thể vừa rồi giết chết anh ta ngay trên võ đài nhưng đối phương lại không làm như vậy ngược lại còn nói lời này cho nên tiết trấn sơn vô cùng sửng sốt trong lòng nhưng ngay sau đó anh ta hiểu ý của lâm thục dương và sau một tiếng thở dài bất lực anh ta cung kính cúi đầu trước lâm thục dương nói lớn tôi nhận thua mẹ kiếp Sao Tiết Trấn Sơn lại trực tiếp nhận thua? Vừa rồi chẳng phải chỉ là rơi vào thế hạ phong thôi sao, mới vậy mà đã nhận thua rồi. Các cao thủ trong chiến thần bảng đều lộ vẻ kinh ngạc. Con mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh ta lại trực tiếp nhận thua? Thượng Quan Môn trực tiếp chửi bới. Lương Cung Nhạn Sương thấy thế, nhất thời thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh diện ánh lên sự vui vẻ sau khi Tiết Trấn Sơn đầu hàng liền bước xuống khỏi sàn đấu còn Lâm Thanh Diện nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để chuẩn bị nghênh đón đối thủ tiếp theo. Vừa rồi anh có cơ hội giết Tiết Trấn Sơn, nhưng anh đã không làm vậy, dù sao thì anh cũng không phải Lâm Trung Thiên năm xưa, phải đuổi tận giết tuyệt tất cả đối thủ của mình. Hơn nữa, hoàn cảnh hiện tại là lãnh địa của anh, những cao thủ trong chiến thần bảng này đều là sinh lực của quan lĩnh, và 10 người đứng đầu lại càng không tâm thường, nếu cứ như vậy mà chết trong tay mình thì chỉ sợ Lâm Trung Thiên sẽ đau lòng đến chết mất. Vì vậy, để đối phương thừa nhận thất bại là đủ rồi. Muốn trở thành một trong 10 cao thủ hàng đầu trong chiến thần bảng thì phải có đầu óc vượt trội hơn người thường. Bọn họ nhất định có thể hiểu được ý tứ của Lâm Thanh Diệt, cho nên trực tiếp đầu hàng mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Trung Thiên ngồi trên tầng 2 vừa rồi đã cảm nhận được sự vi diệu trong cú đấm của Lâm Thanh Diệt, trong lòng cũng có chút căng thẳng sợ rằng lâm thanh diện sẽ một quyền đánh chết cao thủ mà ông ta đã bồi dưỡng. bây giờ thấy tiết chấn sơn không ngã xuống mà trực tiếp đầu hàng thì trong lòng ông ta thở phào nhẹ nhõm. ngồi cạnh lâm trung thiên là một ông lão tóc bạc trắng, ông lão này toát ra một khí chất tiên phong đạo cốt, khi lâm trung thiên ngồi bên cạnh ông ta cũng phải sinh ra cảm giác câu nệ. lúc này ông lão cũng cười nhìn về phía lôi đài, sau đó vuốt vuốt râu nói thú vị đấy. lâm trung thiên nghe xong lời của ông lão. Hai mắt lập tức tròn xoe, xuất thân của ông lão này khá là kinh người, người bình thường không thể nào lọt vào mắt của lão, nếu có thể nhận xét câu này, chứng tỏ thực lực của Lâm Thanh Diện đã vượt xa ngưỡng mà người thường có thể sánh bằng. "Vân lão, lúc ấy không phải ông còn cảm thấy tôi bảo ông đến xem trận khiêu chiến này có chút nhàm chán ư, sao bây giờ lại nghiêm túc như vậy?" Lâm Trung Thiên cười cười hỏi một câu. Ông lão cười ha ha nói, "Khi đó tôi còn tưởng rằng cậu chàng này cũng chẳng có bản lĩnh gì. Trẻ con đánh nhau" đương nhiên nhàm chán, nhưng hiện tại xem ra cậu chàng này không đơn giản. Vân lão, nếu tôi nhớ không lâm thì ông rất ít khi nhận xét về mấy đứa trẻ, ngay cả cái lũ danh con luôn ở cạnh ông sợ là cũng chưa từng được ông nhận xét như vậy, lâm trung thiên nói, trong lòng dâng lên một tia tự hào về con trai của mình. Thuận miệng nhận xét vậy thôi chứ dù cậu chàng này có thật sự lợi hại đi nữa thì cũng chưa đạt tới ngưỡng mà tôi nghĩ đâu, cho nên đừng có ở đó mà đắc ý nữa, Vân Lão thản nhiên đảo mắt nhìn Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Thiên cũng không quan tâm, Vân lão đủ tư cách để nói những điều như vậy. Hôm nay ông ấy đã gọi điện cho Vân lão chỉ vì muốn ông ta đến xem Lâm Thanh Diện ra tay, và Vân lão đã biết người trên võ đài chính là con trai của Lâm Trung Thiên. Đăng Thiên thế tiếp tục tiến hành, cao thủ xếp hạng thứ 9 trên chiến thần bảng, quỷ thủ La Tán lên đài giao đấu cùng Lâm Thanh Diện. Thứ mà La Tán am hiểu chính là trưởng pháp, hơn nữa chiêu số còn quỷ dị khôn lường, hai tay hay thay đổi thường khiến đối thủ không thể đoán được chiêu thức tiếp theo của anh ta rốt cuộc sẽ đánh vào đâu, bởi vậy mà có biệt danh là quỷ thủ. Tốc độ của La Tán rất nhanh, lại còn mạnh nữa nên về sức chiến đấu tổng thể thì anh ta mạnh hơn Tiết Trấn Sơn. Đáng tiếc dù có nhanh đến đâu đi nữa thì anh ta cũng không thể nhanh hơn Lâm Thanh Diện, lại là sau mấy chục chiêu giao đấu, Lâm Thanh Diện đã đánh lui La Tán, khiến đôi phương chủ động nhận thua và kết thúc vòng khiêu chiến thứ hai. Cửa ải thứ ba cũng kết thúc với cái kết tương tự cảnh tượng giao đấu giữa Lâm Thanh Diện cùng các cao thủ trong chiến thần bảng tương đối phân khích, khiến khán giả xung quanh chết lặng. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện sẽ bị giết, nhưng cả ba cửa liên tiếp đều kết thúc bằng việc cao thủ trên chiến thân bảng đầu hàng, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sức mạnh của Lâm Thanh Diện khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc, và anh đã khiến tâm lý của mọi người xảy ra chuyển biến. Lúc đầu mọi người đều chờ đợi Lâm Thanh Diện bị đánh chết, nhưng sau khi thắng ba ván liên tiếp, mọi người đều có chút kỳ vọng đổi với anh, tất cả mọi người đều muốn xem Lâm Thanh Diện có thế thắng bao nhiêu trận. Lâm Thanh Diện càng thắng, bọn họ càng kinh ngạc và trong lòng lại càng kích động. Đương nhiên, không bao gồm thượng quan môn, nhìn thấy Lâm Thanh Diện thăng liên tiếp 3 trận thì lại càng nghiến răng, căm ghét Lâm Thanh Diện, tức vì không thể tự mình thượng đài giết chết anh, nhưng đáng tiếc là anh ta cũng không có thực lực đó cũng như không có gan. Sau 3 trận chiến liên tiếp, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy cơ thể mình hao hơi tổn sức, loại chiến đấu cường độ cao này tiêu hao thể lực một cách đáng kinh ngạc, đến lúc này anh đã cảm thấy mình có chút choáng ngợp. Nhưng mà anh không hề hoảng sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn, anh đưa tay điểm vào vài huyệt đạo trên người, cách hô hấp cũng đã thay đổi rất nhiều, một lúc sau, ánh mắt Lâm Thanh Diện sáng rực, sự mệt mỏi trước đó cũng tan biến trong tích tắc. Vân Lão ở tầng 2 nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, tự lẩm bẩm, sao hơi thở của đứa bé này còn mạnh hơn vừa rồi? Không thể nào, trận chiến vừa rồi còn chưa đạt tới cực hạn của nó sao? Chương 457, cực hạn của con người. Thượng Quan Môn nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diện đang đứng trên lôi đài với sắc mặt khó coi, anh ta vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được hai trận, sau đó anh ấy sẽ chết trên sàn đấu vì kiệt sức. Nhưng sức mạnh của Lâm Thanh Diện vượt quá sức tưởng tượng của anh, đối phương đã thắng liên tiếp 3 trận đối thủ còn chủ động đầu hàng, điều này hoàn toàn khác với những gì anh A tưởng tượng trước đó. Tên chết tiệt này tuy mệnh lớn nhưng sau 3 trận chiến liên tiếp, có lẽ anh ta đã đạt tới giới hạn của mình, trong lịch sử của quan lính, những người thực sự có năng lực cũng đều thất thủ trong trận chiến thứ tư và thứ năm, mà thực sự đăng thiên thê thành công cũng chỉ có hai người, tên Lâm Thanh Diện này trông không giống một người có thể leo thang thành công, vậy trận này, anh ta khẳng định không có biện pháp thăng thêm lần nữa hơn nữa xếp hạng thứ bảy chính là huyết tỉnh đồ thủ thạch khôn tên này được xưng là tiểu đồ thiên tuyệt với thực lực của lâm thanh diện tuyệt đối không thể lại đánh bại thạch khôn thượng quan môn tự nhủ xong trên mặt lại lộ ra một điệu cười khẩy lương cung nhạn sương bởi vì lâm thanh diện thắng liên tiếp ba trận mà trong lòng vẫn còn có chút cao hứng nhưng sau khi nghe được những lời thượng quan môn nói thì bất giác nhíu mày trong lòng bắt đầu lo lắng cho lâm thanh diện trên lôi đài huyết tinh đô thủ thạch khôn đứng đối diện với lâm thanh diện. Người này có một vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, hai mắt khát máu, khiến cho người ta cảm giác được đây không phải là một tên dễ chọc vào. Thạch khôn nhìn chảm chằm lâm thanh diện, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, nói, không ngờ một người trông giống con gái như mày lại có thế thắng liên tiếp ba ván. Xem ra là ba kẻ trước đúng là phế vật. Nhưng đừng lo, tới lượt tao thì mày sẽ không có chút khả năng chiến thẳng nào đâu tao sẽ nhanh chóng cho mày đo ván, sau đó sẽ moi tim gan mày ra, cho mày nếm mùi vị đau đớn của cái chết bị moi tim, mày thấy thế nào? Lâm Thanh Diện lộ vẻ hưng phấn, cười nói với Thạch Khôn, e rằng mày còn thua cả ba người lúc nãy. Nói khoác mà không biết ngược, mày đã đánh ba trận liên tiếp rồi, hiện tại không còn bao nhiêu sức lực nhưng tao vẫn muốn xem, sao mày dám nói ra những lời như vậy. Nói xong, Thạch Khôn nhanh chóng lao về phía Lâm Thanh Diện và trực tiếp tấn công vào những chỗ hiếm của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không hề nôn nóng, sau những hành động vừa rồi, anh đã không còn lo lắng gì về những trận chiến tiếp theo. Khi Thạch Khôn xông tới trước mặt Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện liên nhanh chóng đá một cước vào Thạch Khôn mà không hề để ý chút nào đến chiêu số của hẳn ta. Thạch Khôn không ngờ Lâm Thanh Diện lại có phản ứng nhanh như vậy sau ba trận chiến, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh ta, cho nên anh ta chỉ có thể rút lại chiêu số, chuyển sang phòng ngự. Lâm Thanh Diện cũng không có ý định cho anh ta thời gian để thở, một cước vừa đá ra xong thì lúc sau lại bồi thêm một cước nữa, Thạch Khôn hiển nhiên cảm thấy không thể phản kháng. Điều này sao có thể? Anh ta rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều thể lực, làm sao có thể đạt tới tốc độ nhanh như vậy cùng thực lực mạnh mẽ như vậy? Tại sao cứ cảm thấy so với trận trước anh ta còn mạnh hơn nhỉ, tên này vẫn còn là người sao? Thạch Khôn vừa nhủ thầm trong lòng vừa nhận ra ngay từ đầu mình đã rơi vào thế bất lợi, những lời giả vờ nói trước khi xuất trận giờ đây hoàn toàn biến thành trò cười cho thiện hạ. 7. 8. 9. Lâm Thanh Diện mỗi một lần tung chiêu, sẽ hét lên một tiếng, khiến Thạch Khôn lo lắng trong lòng. 10. Lâm Thanh Diện xuất chiêu thứ 10 đánh lại Thạch Khôn, chiêu này tích tụ phần lớn sức mạnh của Lâm Thanh Diện khiến Thạch Khôn cảm nhận được nó không đơn giản, liền nhanh chóng vươn tay chặn lại. Tuy nhiên, anh ta vẫn đánh giá thấp sức mạnh chiêu thức của Lâm Thanh Diệt. Sau khi va vào năm đấm của Lâm Thanh Diệt, anh ta liên cảm thấy một luồng sức mạnh không cách nào cưỡng lại được. Ngay sau đó, thân thể mất tự chủ lui về phía sau không có biện pháp nào trụ vững. Tiếp theo Thạch Khôn dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, từ vị trí trước mặt Lâm Thanh Diện liên tục thối lui tới mép lôi đài, sau đó ngã xuống cái rầm. 10 chiêu Sau khi Lâm Thư Dương bấm vài huyệt đạo trên người thì sức mạnh trong cơ thể liên bộc phát, chỉ cần 10 chiêu là có thể giải quyết được Thạch Khôn, người đứng thứ 7 trong chiến thần bảng. Bị đánh rất khỏi lôi đài tương đương với thua. Tất cả mọi người sụp sôi, không một ai ngờ được, sau 3 trận, Lâm Thanh Diện không những không có biểu hiện ra gì suy yếu mà ngược lại càng đánh càng mạnh. Trong các trận chiến trước, anh cần phải dùng chục chiêu thức mới có thể tìm ra sơ hở của đối thủ làm cho đối phương chủ động nhận thua. Nhưng bây giờ anh chỉ dùng 10 chiêu là có thể đánh bay thạch khôn khỏi lôi đài điều này quả thực không phù hợp với lẽ thường một số người thậm chí còn bắt đầu nghỉ ngờ rằng thạch khôn có thể trở xếp ở vị trí thứ bảy trong chiến thần bảng là bởi vì anh ta dở trò chứ thực lực của anh ta không mạnh như lời đồn tất nhiên những ai nghĩ theo cách này cũng chỉ là nghĩ vậy thôi vì ai cũng đều biết rằng thứ hạng của chiến thần dựa trên số lượng các trận chiến không có khả năng dở trò thạch khôn bị ngã khỏi sàn đấu cũng bị choáng anh ta đã cố gắng hết sức để khiến bản thân trụ vững nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm mà Lâm Thanh Diện tặng cho anh ta quá mức cường đại, anh ta có thể ngăn nó lại đã là cực hạn rồi. Hơn nữa cho dù anh ta có đứng vững trên lôi đài thì với uy lực từ cú đấm của Lâm Thanh Diện, anh ta cũng không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Tên đó đúng là rất đáng sợ. Thượng quan môn còn đang chờ Thạch Khôn giải quyết Lâm Thanh Diện thì thấy Lâm Thanh Diện đánh bay Thạch Khôn khỏi đài chỉ với 10 chiêu, anh ta há hốc miệng, mắt mở lớn, ngoài sự khó tin ra còn có lửa giận mút trời anh ta đập mạnh lan can trước mặt, hét lớn, làm sao có thể như vậy? Sao anh ta còn lợi hại hơn cả lúc trước chứ? Lương cung nhạn xương cũng không biết Lâm Thanh Diện đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy Lâm Thanh Diện trở nên lợi hại hơn, trong lòng cô ta chỉ toàn là vui sướng. Ở lầu 2, Lâm Trung Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện trên võ đài, ông cũng không đoán ra được làm thế nào mà Lâm Thanh Diện lại lợi hại hơn cả trước kia. Vân Lão, ông có thể nhìn ra được rốt cuộc trên người nó đã xảy ra biến hóa gì không? Tại sao thực lực của nó lại mạnh hơn trước? Lâm Trung Thiên quay đầu hỏi một câu. Vân Lão lúc này cũng cho mày, hiển nhiên không nghĩ ra Lâm Thanh Diện rốt cuộc đã làm như thế nào. Đừng nói là hồi quang phản chiếu chứ, chẳng lẽ sức mạnh trong cơ thể đã cạn kiệt, đây là chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, không bao lâu nữa sẽ ngã lăn ra chết. Vân Lão thì thào nói một câu. Nghe Vân Lão giải thích, Lâm Trung Thiên ho khan hai tiếng, mở miệng nói: "Vân lão, ông cũng đừng nói giỡn như vậy chứ, dù thế nào đi nữa thì nhìn nó cũng không giống hồi quang phản chiếu." Vân lão hiển nhiên là đang nói giỡn, bởi ông ta không thể nghĩ ra được Lâm Thanh Diện rốt cuộc đã làm thế nào, chuyện này nằm ngoài dự đoán của ông ta, cho nên trong lòng hơi có chút khó chịu, dù sao lúc nãy ông ta vừa mới nói, những gì Lâm Thanh Diện làm vẫn chưa đạt tới ngưỡng mà ông ta kỳ vọng sau khi lâm thanh diện đánh thạch khôn rất khỏi lôi đài thì anh cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình và một nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt vừa rồi anh đã điểm nhẹ vào các huyệt đạo trên người thay đổi phương pháp thở thực sự đã giải phóng được sức mạnh trong cơ thể những sức mạnh này vốn dĩ luôn tồn tại trong cơ thể anh nhưng trước đây anh đã sử dụng phương pháp mà sư phụ của đã dặn để ấn chúng đi chỉ có thông qua loại biện pháp này anh mới có thể phô bày toàn bộ sức mạnh của mình trước đây Lâm Thanh Diện chỉ vận dụng sức mạnh cơ bản nhất mà thôi. Năm đó Lâm Thanh Diện bái sư, sư phụ của anh đã đưa anh vào núi, khi đó tuy rằng Lâm Thanh Diện thể hiện được thiên phú không tôi về võ học, nhưng về mặt sức mạnh thì anh cũng không có chỗ nào xuất chúng. Theo suy đoán ban đầu, sư phụ của Lâm Thanh Diện vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện có thể trở thành cao thủ hiếm có trên thế giới, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định với vị trí là người mạnh nhất trong tình huống tốt nhất, trong tình trạng tốt nhất, Lâm Thanh Diện cũng chỉ ngang hàng với sư phụ. Nhưng sau đó hai người họ phát hiện ra ngôi làng mà Lý Hắc Thán ở, mặc dù trong ngôi làng đó không có ai luyện võ, nhưng họ đều rất mạnh mẽ, mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Khi đó sư phụ Lâm Thanh Diện liên bắt đầu nghiên cứu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, về sau rốt cuộc cũng phát hiện, hóa ra những người trong ngôi làng mà Lý Hắc Thán ở từ nhỏ đến lớn, đều thích ăn một loại nấm dại trên núi. Loại nấm này dường như có một tác dụng nào đó có thể làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn, nói cách khác, loại nấm này có thể kích thích tiềm năng của con người lớn mạnh hơn và khiến con người khai quật được sức mạnh của chính mình. Đương nhiên, việc này cũng đòi hỏi người trong thôn rèn luyện nhiều năm mới có thể phát huy hết tác dụng. Ngày nào dân chúng trong thôn cũng làm rất nhiều công việc, làm cho trong thôn xuất hiện hiện tượng cả thôn đều có sức mạnh vô hạn. Sư phụ của Lâm Thanh Diện sở hữu kiến thức rộng rãi, nhận ra loại nấm này là một loại dược liệu rất cổ xưa, nhưng nó đã gần như đã tuyệt chủng với thế giới bên ngoài, những năm gần đây cũng hiếm gặp. Sư phụ của Lâm Thanh Diện nằm giữ trong tay một phương thuốc mà nguyên liệu chủ chốt chính là loại nấm này. Sau khi phát hiện ra loại nấm này, sư phụ của Lâm Thanh Diện bắt đầu sử dụng nó để luyện thuốc mỗi ngày, đồng thời dùng nó này để làm thuốc bôi bên ngoài. Sau khi để Lâm Thanh Diện uống thuốc xong, ông ấy đã bôi cao dán bên ngoài, kéo dài suốt nửa năm dược tính của loại nấm này rất mạnh, dùng nó chế tạo ra thuốc hoa ngoài da và bôi nó ở trên người, quả thực là một loại tra tấn. Cũng may ý chí của Lâm Thanh Diện kiên cường, cuối cùng cũng chịu được. Các loại thuốc và cao dán của sư phụ Lâm Thanh Diện đã cải thiện rất nhiều tình trạng thể chất của Lâm Thanh Diện, chúng giúp Lâm Thanh Diện tích lũy được rất nhiều sức mạnh trong cơ thể, khiến cho thân thể anh đạt tới cực hạn mà người bình thường không thể đạt tới. Sau nửa năm kiên trì dùng cao dán được làm từ loại nấm này, Sư phụ Lâm Thanh Diện đã kết luận, đương thời, không còn ai có thể sánh được với Lâm Thanh Diện về sức khỏe, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể anh đã vượt xa người bình thường rồi. Vào thời điểm đó, Lâm Thanh Diện đã có khả năng nhổ cây dương liễu và cú đấm của anh có thể trực tiếp đấm xuyên qua một thân cây dày nửa mét. Sư phụ của Lâm Thanh Diện vì để cho Lâm Thanh Diện có thể tự khống chế sức mạnh của mình tốt hơn đã trao cho anh phương pháp áp chế sức mạnh bên trong của chính ông. Nó có thể giúp Lâm Thanh Diện tiến hành tích lũy sức mạnh bên trong hiệu quả hơn, không đến mức vì quá mạnh mà sinh ra nguy hiểm gì đó. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã có thể khống chế sức mạnh trong cơ thể mình, cho nên dù áp chế đó bị dỡ bỏ, anh cũng không cần phải lo lắng điều gì. Sư phụ của Lâm Thanh Diện nói anh rằng, anh có thể đạt tới trình độ này, ngoại trừ hiệu quả của nấm da, còn có tiềm lực của chính anh cùng với một ít vận may không thể thiếu, trong ba cái này, thiếu một cái cũng không được. Điều này cũng cho thấy rằng không phải ai cũng có thể sử dụng phương pháp này để phát huy hết khả năng của mình, hơn nữa loại nấm ấy rất khan hiếm, nên Lâm Thanh Diện có thể là người duy nhất hiện nay trên thế giới có thể vận dụng sức mạnh của đến mức này. Cho nên, đây đã trở thành con át chủ bài lớn nhất của Lâm Thanh Diện, và những gì anh triển lộ thường ngày chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của anh mà thôi. Đây cũng chính là lý do tại sao anh tự tin rằng mình sẽ đăng thiên thê thành công. Khi mọi người còn đang bàng hoàng thì chiến thân xếp thứ sáu, kim thân La Hán Tôn Bình đã lên tới võ đài. Lâm Thanh Diện cười và làm tư thế mời đối Tân Bình, Tân Bình không lơ là, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đấu với Lâm Thanh Diện. Thực lực của anh ta khá mạnh so với Thạch Khôn, nhưng khi đối mặt với Lâm Thanh Diện đang trong thời kỳ loài kim thì vẫn không chịu nổi một kích. Chưa đến 10 phút, Tân Bình đã khuy một chân xuồng, thở hồn hền, xương cứng như sắt mà anh ta tự hào lúc này cũng đã xanh xanh tím tím, khuôn mặt cũng lộ rõ sự đau đớn. Bởi vì sợ Lâm Thanh Diện tiếp tục ra tay, Tân Bình nhanh chóng đầu hàng như ba người đầu tiên và bước xuồng khỏi sàn đấu. Trong sự sừng sốt và khiếp sợ của mọi người, Lâm Thanh Diện lại lần lượt chiến tiếp với từng người một từ vị trí thứ năm đến thứ hai trong chiến thần bảng. Tuy rằng khi thứ hạng dần dần tăng cao thì Lâm Thanh Diện cũng ngày càng tốn sức hơn, nhưng những người này cuối cùng vẫn bị Lâm Thanh Diện đánh bại. Mặc dù sức mạnh của Lâm Thanh Diện là không ai bị kịp nhưng dù sao thì anh cũng không phải là một cỗ máy vĩnh cửu, sau một trận chiến dài như vậy, anh cũng cảm thấy mình sắp đạt đến cực hạn, và hơi thở của anh cũng ổn hển hơn hẳn. Nhưng cũng may là anh chỉ còn lại trận chiến cuối cùng, sau một hồi thở dài nhẹ nhõm, Lâm Thanh Diện ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Lý Phủ Đồ đã bước lên, chương 458, người này tất sẽ thành tài. Thực lực của anh vượt qua tưởng tượng của tôi rồi, so với trong tưởng tượng của tôi, anh còn mạnh hơn. Nếu hôm nay anh chỉ đánh với một mình tôi mà nói thì tôi cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Nhưng đây là đăng thiên thê, cho dù lúc này có thể anh đã cạn kiệt sức lực thì tôi cũng phải dốc toàn lực đánh với anh. Hy vọng anh có thể sống sót, tôi muốn được đấu với anh một trận khi anh đang trong lúc sung sức nhất, cho dù thua, cũng cam tâm tình nguyện. Lý Phù Đồ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, trong đáy mắt tỉnh lặng cũng lóe lên một tia tán thưởng. Lâm Thanh Diện cười cười với Lý Phù Đồ, nói, ngay cả bây giờ, tôi vẫn có thể đánh bại anh. Chỉ mong anh vẫn có thể duy trì được phong độ của mình như lúc trước, Lý Phủ Đồ không hề thấy Lâm Thanh Diện đang khoác lác nên anh ta thản nhiên nói một câu. Lâm Thanh Diện đối với thái độ của Lý Phủ Đồ có chút tán thưởng, anh có thể cảm nhận được người trước mắt, mặc dù xếp hạng đầu trong chiến thần bảng, nhưng không hề tỏ vẻ không coi ai ra gì, đây mới là tâm tính mà một người thực sự coi võ thuật là mục tiêu của mình nên có. Mời, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi làm ra tư thế mời với Lý Phủ Đô, bảo anh ta ra tay đi. Lý Phủ Đô cũng không chân trừ, trực tiếp xài một bước lao về phía Lâm Thanh Diện, tốc độ cực nhanh, vượt xa những người trước đó. Lâm Thanh Diện cũng chăm chú vào trận đấu, anh biết đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất của mình hôm nay, cho nên không dám có chút lơi lỏng. Hơn nữa trận trước đã tiêu hao gần hết thế lực của anh nên hiện tại anh có đánh bại được Lý Phủ Đô đang sung sức hay không cũng là một ẩn số. Tốc độ và sức mạnh của Lý Phủ Đồ đều thuộc hàng bậc nhất, so sánh với những cao thủ trước đó, Lý Phủ Đồ lại càng thêm toàn diện, dù xét từ góc độ nào thì cũng không tìm ra được nhiều sơ hở. Trong lòng Lâm Thanh Diện hiểu rõ, chỉ có cao thủ như vậy mới là khó đối phó nhất, cho nên anh phải tốn nhiều tâm tư hơn để tìm ra biện pháp phá giải thế tấn công và phòng thủ của Lý Phủ Đồ, làm cho anh lộ ra sơ hở. Lý Phủ Đồ cũng không vì Lâm Thanh Diện đã trải qua 9 trận trước đó mà khinh thường anh ta đã dùng toàn bộ sức lực của mình để đổi phó với Lâm Thanh Diện. Điều làm cho anh ta có chút khiếp sợ trong lòng chính là, sau khi Lâm Thanh Diện đã trải qua nhiều trận chiến như vậy mà vẫn còn có thể dễ dàng ứng phó tất cả chiêu số của mình, anh ta không thể tưởng tượng được Lâm Thanh Diện lúc đang sung sức nhất, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Mấy năm nay, đã rất lâu rồi anh ta chưa gặp được người nào có sức mạnh đáng sợ như vậy, lần cuối cùng mà anh ta gặp được kẻ mạnh là khi anh ta đối mặt với tên yêu nghiệt của chúng thần điện sự phấn khích của trận chiến giữa hai người khiến bầu không khí toàn trường dâng lên đến đỉnh điểm, không nghỉ ngờ gì nữa, đây chắc chắn là trận chiến hấp dẫn nhất ở quan lĩnh trong những năm gần đây. Lý Hắc Thán đứng bên cạnh lôi đài quan sát Lâm Thanh Diện vẫn duy trì động tác thành thục như nước chảy, mây bay trên võ đài, trong lòng vô cùng xúc động. Chẳng lẽ đây là cực hạn của con người mà Lâm Thanh Diện từng nói sao? Nếu không có màn biểu diễn của Lâm Thanh Diện ngày hôm nay, Lý Hắc Thán sẽ nghĩ rằng một cao thủ có trình độ như Lý Phủ Đồ là đã đạt tới cực hạn rồi. Quả nhiên, anh ta vẫn còn quá ngây thơ, sau khi đi vào quan lĩnh, Lý Hắc Thán còn tưởng rằng khoảng cách giữa mình và Lâm Thanh Diện đã không còn lớn như vậy nữa. Hiện tại xem ra, kẻ từng cùng anh luyện tập trong núi đã sớm bỏ xa anh cả vạn dặm rồi. Trên lầu ba, thượng quan môn hai mắt vẫn đỏ nhìn Lâm Thanh Diện đang giao đấu trên võ đài, hai tay siết chặt, gân xanh nổi lên, thân thể run bần bật, Toàn thân toát ra cảm giác thù địch. Khi Lâm Thanh Diện thẳng liên tiếp 3 trận, anh ta lại càng cảm thấy Lâm Thanh Diện đã đến cực hạn, khẳng định sẽ kiên trì không được bao lâu. Sau đó Lâm Thanh Diện dễ dàng giải quyết ba cao thủ phía sau dưới sự chú của tất cả mọi người, thậm chí không ai trong số họ kiên trì vượt qua 30 chiêu của Lâm Thanh Diện. Mãi cho đến khi gặp cao thủ thứ tư trong chiến thần bảng, ưu thế của Lâm Thanh Diện mới giảm đi một chút, không còn đáng sợ như trước nữa. Khi đó Thượng Quan Môn đã nghĩ rằng Lâm Thanh Diện nhiều nhất là đấu tiếp với cao thủ thứ ba của chiến thần bảng thì sẽ bại trận, thậm chí còn bị đánh chết. Nhưng mà Lâm Thanh Diện thắng như trẻ tre và trực tiếp bắt đầu đối chiến với Lý Phủ Đồ, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua suy đoán của Thượng Quan Môn. Anh ta cố tình chi 9 nghìn tỷ cho Lâm Thanh Diện chuẩn bị trận đăng thiên thế này là vì để anh chết như một trò cười trước mắt mọi người trong quan lĩnh, nhưng mà hiện tại bởi vì trận đăng thiên thê này mà tất cả mọi người đã nhận ra sự lợi hại của Lâm Thanh Diệt, cho dù anh bại dưới tay Lý Phủ Đồ, ông chủ của quan lĩnh có khả năng rất lớn là sẽ không để cho Lâm Thanh Diệt chết ở trên lôi đài như vậy. Dù sao muốn bồi dưỡng được một cao thủ như vậy khẳng định là vô cùng khó khăn, ông chủ của quan lĩnh không phải kẻ ngốc, sẽ không để cho nhân tài như vậy chết một cách vô ích. Điều khiến anh ta không thể chấp nhận nhất chính là thái độ của Lương Cung Nhãn xương đổi với Lâm Thanh Diện hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta, lúc đầu lương cung nhạn xương tràn đầy lo lắng khi nhìn lâm thanh diện trên sàn đấu. Về sau, cô ta có vẻ hơi ngưỡng mộ lâm thanh diện vì thực lực của anh, và tán thưởng anh hơn. Ngay cả lúc này, lương cung nhạn xương cũng không kém chế được kích động trong lòng, đi tới trước rào chắn, trong mắt chỉ còn lại bóng hình của lâm thanh diện, khóe miệng nở nụ cười khó tả. Trong lúc đó, thượng quan môn đã cố gắng nói chuyện với lương cung nhạn xương vài lần, nhưng hoàn toàn bị cô phớt lờ, điều này làm cho thượng quan môn cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh ta không thể giải quyết lâm thanh diện, cho nên chỉ có thể ở đây nghiến răng nghiến lợi, dựa vào sự nguyền rủa trong lòng để chút sự bực tức. Trên tầng 2, Vân Lão lúc này đang bên cạnh Lâm Trung Thiên đã ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện trên lôi đài không rời mắt. Vừa rồi khi hơi thở của Lâm Thanh Diện đột nhiên thay đổi, ánh mắt của Vân Lão khi nhìn Lâm Thanh Diện liên xảy ra biến hóa, cho tới hiện tại, vẻ mặt của Vân Lão đã xuất hiện sự kinh ngạc không cách nào kém chế được nữa. Vân Lão, hiện tại, Lâm Trung Thiên nhìn thấy Lâm Thanh Diện có thực lực như vậy, trong lòng hiển nhiên là vui sướng rồi nên ông muốn hỏi Vân Lão một chút rằng hiện tại cảm thấy trình độ của Lâm Thanh Diện như thế nào, có đạt tới ngưỡng trong lòng ông ta chưa? Người này tất sẽ thành tài, người này tất sẽ thành tài. Lâm Trung Thiên còn chưa nói hết câu, Vân Lão liền hô hai tiếng. Lâm Trung Thiên cười khanh khách, nhưng khi nghe thấy lời nói của Vân Lão, ông đã biết cách nhìn nhận của Vân Lão đối với Lâm Thanh Diệt. Đứa con này của ông đúng là tài năng có một không hai, đời này tôi chưa từng gặp người nào có thiên phú như vậy, có lẽ chỉ có tên học trò mà Lão huynh đệ của tôi luôn khoe khoang mới có thể so với đứa con của ông, Vân Lão lại nói tiếp. Lâm Trung Thiên lập tức mở to hai mắt, trong lòng ông thừa biết Lão huynh đệ mà Vân Lão đang nói đến là ai, ngoại trừ người đó ra, e rằng không còn ai đủ tư cách được Vân Lão xưng hô như vậy. Vân lão thực sự cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể so sánh với tên học trò kia chính là đánh giá cao nhất mà Vân lão có thể đưa ra. Lâm Trung Thiên híp mắt nhìn Lâm Thanh Diện trên võ đài trong lòng ông hiểu rõ, trong những năm ông đến quan lĩnh, Lâm Thanh Diện nhất định đã trải qua những trải nghiệm mà người thường không thể tưởng tượng nổi, nếu không, đã không trở nên lợi hại như vậy. Hồi lâu, ánh mắt của Lâm Trung Thiên dần dần trở nên nhẹ nhõm, tự đáy lòng, ông tự hào vì có một người con trai như vậy. Trên lôi đài Lâm Thanh Diện lại cùng Lý Phủ Đồ giao thủ mấy chiêu, hai người đều là gặp chiêu phá chiêu, không để lộ khuyết điểm cho đối phương, chiêu số của hai người cũng khá lưu loát sinh động, chỉ cần nhìn bọn họ ra tay cũng là một loại hưởng thụ. Lâm Thanh Diện chừng mắt nhìn chằm chằm thân hình của Lý Phủ Đồ, muốn tìm ra sơ hở trên người anh ta, một chiêu đắc thủ, chấm dứt trận đấu này. Lúc này, anh đã đạt tới cực hạn thực sự, trên trán toát ra từng tầng mồ hôi lạnh, nắm đấm cũng bắt đầu run lên vì dùng lực quá mức. Tình trạng của Lý Phủ Đồ so với Lâm Thanh Diện cũng không tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt của anh ta ngưng trọng, mặc dù Lâm Thanh Diện đã là nỏ mạnh hết đà đi nữa thì anh ta cũng không cách nào tìm được cơ hội đánh bại Lâm Thanh Diện. Sức nhẫn nại của người đó quả thực không bình thường, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm nằm ngay đơ cán quốc trên sàn rồi. Sau khi Lâm Thanh Diện cùng Lý Phủ Đồ giao đấu, họ nhanh chóng rút về phía sau, như thể họ chỉ muốn phòng thủ. Lý Phủ Đồ thấy thế, nhìn ra sơ hở của lâm thanh diện liền không chút chân chờ bay thẳng đến chỗ lâm thanh diện đá một cước vào chỗ hở của anh lâm thanh diện nở một nụ cười xấu xa thân hình vốn dĩ đang lùi về phía sau nhanh chóng đứng vững sau đó vươn tay túm lấy cổ chân của lý phủ đồ sắc mặt lý phủ đồ thay đổi rõ rệt biết mình đã trúng mưu lâm thanh diện nhưng bọn họ tung chiêu đều là trong nháy mắt lúc này phản ứng lại thì đã không còn tác dụng gì sau khi lâm thanh diện bắt lấy cổ chân lý phủ đồ liền cần chặt khớp hàm vận toàn bộ chút sức lực cuối cùng quang lý phủ đồ lên thân mình của lý phủ đồ bật người bay lên không khoảnh khắc lâm thanh diện buông tay anh ta bị quăng bay ra khỏi lôi đài mãi cho đến khi rớt xuống lôi đài thân hình lý phủ đồ mới đứng vững trên mặt đất lâm thanh diện chắp tay với anh ta cười nói cảm ơn đã nhường lý phủ đồ lúc này cũng chắp tay tiện thể dạp mình nói với Lâm Thanh Diện, vị trí số một chiến thần bảng thuộc về anh. chương 459, quỳ xuống. Nương theo tiếng lý phủ đồ vang vọng khắp diễn võ quán, lúc này cuộc thi đăng thiên thê của Lâm Thanh Diện mới coi như kết thúc thành công. Khán giả im lặng trong 3 giây và sau đó là những chàng pháo tay nông nhiệt vang lên. Lương cung nhạn xương hưng phần nhìn Lâm Thanh Diện, hoàn toàn không che giấu được nụ cười trên mặt suýt chút nữa cô ta đã hét lên với Lâm Thanh Diện ở phía dưới, anh là người đàn ông mà lương cung nhạn xương tôi vừa ý nhất. Thượng quan môn ủ rũ lùi lại phía sau, mềm hoạt ngồi xuống sofa, trên mặt lộ ra cảm xúc khó tả. Anh ta không thể giết Lâm Thanh Diện bằng cách này, anh ta thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác để giải quyết Lâm Thanh Diện nữa. Lý Hắc Thán huyết sáo với Lâm Thanh Diện, lúc này Lâm Thanh Diện chính là thân tượng của anh ta, cho dù để anh ta làm tiểu đệ suốt đời cho lâm thanh diện anh ta cũng cam lòng lâm thanh diện nhìn thử thách đăng thiên thê đã kết thúc trong lòng cũng thở ra nhẹ nhõm lúc này trong người anh dâng lên cảm giác kiệt quệ không thể cưỡng lại được cùng với vui sướng vì rốt cuộc cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực trong cơ thể anh đi về phía trước hai bước định đi xuống sàn đấu nhưng vừa xài bước thì đầu anh bắt đầu quay cuồng rồi sau đó ngã xuống đất lý hắc thán ở dưới sàn đấu thấy thế liền nhảy lên Kiểm tra tình trạng hiện tại cho Lâm Thanh Diệt, phát hiện anh chỉ là mệt mỏi quá độ mà ngất đi thôi, cũng không có gì đáng ngại, lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lương Cung Nhạn xương nhìn thấy Lâm Thanh Diệt té xỉu, trong lòng cũng nhói lên. Cô vô thức muốn vào tới xem tình trạng của Lâm Thanh Diệt, nhưng lúc này ở nơi đây có quá nhiều người cho nên cô ta phải nhịn lại. Lúc Lâm Trung Thiên nhìn thấy Lâm Thanh Diệt ngã xuống trong lòng cũng hồi hộp, có điều sau khi xác định anh không có chuyện gì thì cũng bớt lo chỉ là ra lệnh cho người bên cạnh đi tìm bác sĩ đến khám cho Lâm Thanh Diện. Không bao lâu liền có người đi tới, mang theo Lâm Thanh Diện đã ngất đi, rời khỏi diễn võ quán, trở về biệt thự nghỉ ngơi. Theo cuộc thi đăng thiên thế kết thúc, sau một hồi náo nhiệt ngắn ngủi, hầu hết những người trong diễn võ quán cũng lần lượt rời khỏi đây. Vân Lão đứng dậy từ bên cạnh Lâm Trung Thiên mỉm cười nói với Lâm Trung Thiên, hôm nay có thể nhìn thấy thực lực của con trai ông, đúng là khiến người khác kinh ngạc vui mừng ông có thời gian thì dẫn cậu ấy đến chỗ tôi uống trà lâm trung thiên vội vàng đứng dậy cúi người với vân lão sau đó mỉm cười nói nhất định lâm trung thiên là ông chủ của quan lĩnh cho nên ông biết rõ vân lão là nhân vật cấp bậc gì người có thể được ông ấy mời đi uống trà không có ai là không nổi tiếng thế giới một câu thuận miệng của ông ấy lại có giá trị cực cao vân lão cũng không ở lại đây nữa xoay người đi ra ngoài lâm trung thiên đi theo tiến sau đó rất nhanh lại trở vào diễn võ quán. Hôm nay Lâm Thanh Diện khiêu chiến thành công cuộc thi Đăng Thiên Thế coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn Lâm Trung Thiên lại cần Lâm Thanh Diện dọn sạch một số phiền phức, để những người không biết tốt xấu kia hiểu rằng con trai ông không phải là người ai cũng có thể bắt nạt. Lúc này Thượng Quan Khuyết đã đợi sẵn bên cạnh chỗ ngồi của Lâm Trung Thiên. Bởi vì hầu hết mọi người đã rời khỏi đây, nơi này chỉ còn lại người của Lâm Trung Thiên và một vài người do Thượng Quan Khuyết dẫn đến. Thượng quan khuyết thấp thỏm lo lắng đứng ở chỗ này, trong lòng thầm nghĩ làm thế nào mới tạo được mối quan hệ tốt với ông chủ quan lĩnh này. Lúc nãy ông ta cũng chú ý tới Vân lão ngồi bên cạnh Lâm Trung Thiên. Tuy ông ta không biết ông ấy là ai nhưng người nọ lại cho ông ta cảm giác khó lường, thoạt nhìn không phải người bình thường. Điều này càng khiến cho Thượng quan khuyết cảm thấy ông chủ quan lĩnh này càng không thể chọc. Lâm Trung Thiên ngồi trở lại xuống sofa, nhìn Thượng quan khuyết trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Ông chủ đồ lần này tôi đến quan lĩnh đặc biệt có mang ít quả đến cho ông thượng quan khuyết cười nói định lấy quả làm đầu câu chuyện lâm trung thiên lừ lạnh một tiếng nói không cần nói nữa tôi không hiếm lạ mấy món quà của ông thượng quan khuyết nghiệt mặt ra không biết ông chủ quan lĩnh này xảy ra chuyện gì mà vừa nói chuyện đã mạnh miệng như vậy dường như hoàn toàn không nế mặt ông ta chút nào theo lý mà nói cuộc thi đăng thiên thê lần này là do ông ta bỏ tiên ra làm hơn nữa Cuộc thi còn xuất hiện cao thủ như Lâm Thanh Diện thì lẽ ra ông chủ quan lĩnh sẽ vui mừng vì chuyện này mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, dường như ông ấy rất khó chịu vì chuyện này. "Ông chủ đồ, anh có ý gì?" Thượng quan khuyết dè giật hỏi. "Tôi có ý gì chốc nữa anh sẽ biết, bây giờ mau gọi con trai anh đến đây, món nợ ngày hôm nay tôi phải tính rõ ràng với nó." Lâm Trung Thiên mở miệng. Vẻ mặt thượng quan khuyết đột nhiên thay đổi ông ta không ngờ Lâm Trung Thiên cố ý đợi ở đây là vì muốn tìm con trai ông ta tính số hại ông ta lúc nãy còn tưởng Lâm Trung Thiên bởi vì ông ta đến đây kết giao nên cố ý ở lại nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Ông chủ đồ, nếu con trai tôi có chỗ nào chọc giận đến ông thì ông có thể nói với tôi, tôi sẽ về nhà dạy dỗ nó lại, thượng quan khuyết mở miệng. Lâm Trung Thiên chừng mắt nhìn ông ta, sát ý trên người lập tức bộc phát ra, thượng quan khuyết nhìn thấy ánh mắt đó của Lâm Trung Thiên, ông ta sợ tới mức suýt chút nữa đã quỳ xuống đất khí thế của người đàn ông này thực sự quá mạnh cho dù ông ta cũng là người ngồi ở vị trí cao nhưng vẫn không cách nào chống lại được ánh mắt này của lâm trung thiên anh không hiếu những gì tôi vừa nói sao thượng quan khuyết toát mồ hôi lạnh ông ta biết bây giờ bản thân đang ở trong quan lĩnh hoàn toàn không có tư cách hò hét với lâm trung thiên cho nên cuối cùng ông ta cũng không nói nữa mà là lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho con trai ông ta một lúc sau Thượng Quan Môn đi xuống từ tầng 3 đến chỗ của Lâm Trung Thiên và những người khác. Đi xuống chung với Thượng Quan Môn còn có Lương Cung Nhạn Sương. Lương Cung Nhạn Sương cảm nhận được khí thức của Lâm Trung Thiên, cũng hơi ngạc nhiên nhưng cô ta đã sớm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi đã biết Lâm Thanh Diện là đứa con trai mà ông chủ quan lĩnh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo kia, Lương Cung Nhạn Sương liền đoán được Lâm Trung Thiên chắc chắn sẽ không buông tha cho Thượng Quan Môn. Cô ta quay đầu nhìn Thượng Quan Môn với ánh mắt thông cảm. Ngược lại thượng quan ngôn hoàn toàn không biết chuyện gì. Anh ta không biết tại sao ba anh ta lại gọi anh ta xuống. Lúc này, anh ta vẫn còn đang chìm đảm trong cơn tức giận vì việc Lâm Thanh Diện thách thức thành công trong cuộc thi đăng thiên thê. Anh ta cảm thấy mình phải nghĩ cách khác để loại bỏ Lâm Thanh Diện ra khỏi thế giới này. Vừa rồi anh ta nghĩ ra cách hạ độc Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện đã bất tỉnh, anh ta có thể nhờ vệ sĩ của mình đến xem rồi hạ độc Lâm Thanh Diện. Chỉ cần không có ai ngăn cản, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng anh ta chưa thực hiện được kế hoạch thì đã bị gọi đến đây. Vì vậy anh ta chỉ có thể đợi đến khi mọi chuyện ở đây kết thúc thì mới lại nghĩ cách khác ra tay với Lâm Thanh Diện. Ba, ba tìm con có chuyện gì vậy? Thượng quan môn nhìn thượng quan khuyết, hoàn toàn không để ý tới Lâm Trung Thiên bên cạnh. Trong mắt anh ta, ông chủ quan lĩnh chẳng là gì cả, không cần phải khách sáo. Thượng quan khuyết chừng mắt nhìn thượng quan môn, lạnh lùng nói, là chú đồ của con tìm con, con tự hỏi ông ấy đi. Thượng quan môn khó hiểu, quay đầu nhìn Lâm Trung Thiên, vẫn lễ phép hỏi, chú đồ, chú tìm tôi có chuyện gì không? Lâm Trung Thiên ngẩng đầu nhìn thượng quan môn, sau đó một giọng nói lạnh lùng tràn ngập sát khí phát ra từ cổ họng. Quỷ xuống, chương 460, hôm nay con trai ông phải chết. Sau khi thượng quan môn nghe được giọng nói Lâm Trung Thiên thì hai chân run lên suyệt chút nữa đã quỷ luôn xuống đất sau khi chống lại nỗi sợ hãi trong lòng, thượng quan môn nhìn chằm chằm lâm trung thiên, vẻ mặt hơi khó coi, hỏi chú đồ, ý của chú là gì? Tôi bảo cậu quỳ xuống, lâm trung thiên lại nói. Thượng quan môn lập tức hừ một tiếng, mở miệng nói, ông bảo tôi quỳ thì tôi phải quỳ sao? Huống chí ba tôi vẫn còn ở đây, ông cũng quá xem thường nhà họ thượng quan chúng tôi rồi đấy. Lương cung nhạn xương ở bên cạnh nghe nói thế, lập tức lấm bẩm quả thật người ta rất xem thường nhà họ thượng quan của các người lâm trung thiên thấy thượng quan môn như vậy quay đầu nhìn người bên cạnh người kia lập tức xông tới đạp lên đầu gối thượng quan môn khiến anh không đứng vững quy xuống đất thượng quan môn cả người đau đớn muốn bỏ dậy nhưng lại phát hiện hai chân anh ta không cách nào khống chế được dù có cố gắng thế nào cũng không đứng dậy được thượng quan khuyết thấy cảnh này sắc mặt liên thay đổi không ngờ lâm trung thiên lại thẳng thừng như vậy Ông ta thật sự đánh cho con trai của mình quỳ xuống đất. Ông chủ đồ, có chuyện gì ông không thể từ từ nói được sao? Tại sao lại bắt con trai tôi quỳ xuống chứ? Lẽ nào, cậu chủ của nhà họ Thượng Quan chúng tôi lại có thể để cho ông tùy tiện nhục nhã như vậy sao? Thượng Quan khuyết tức giận mở miệng. Mặc dù ông ta biết rõ sự khủng bố của quan lĩnh nhưng tốt xấu gì nhà họ Thượng Quan cũng là một gia tộc đẳng cấp thế giới, thân thế và địa vị của ông ta cũng không thể xem thường. Lần này ông ta đến đây bợ đỡ Lâm Trung Thiên cũng chỉ là không muốn trở thành kẻ địch với ông ta mà thôi. Thế mà Lâm Trung Thiên lại nhục nhã con trai ông ta như vậy, đương nhiên ông ta không thể nhịn nữa rồi. Ha ha, tôi không giết cậu ta luôn, đã là nể mặt ông rồi. Nếu không thì với những chuyện mà các người đã làm tôi đã sớm đưa các người đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi, Lâm Trung Thiên bĩu môi nói. Thượng Quan khuyết sắc mặt tái xanh, có nén lửa giận trong lòng, mở miệng hỏi: vậy thì mời ông hãy nói cho tôi biết, con trai tôi đã làm gì mà khiến ông phải giận dữ như vậy. Lâm Trung Thiên không lên tiếng, một người bên cạnh ông ta tiến lên một bước, kế ra những chuyện mà Thượng Quan Môn đã làm đối với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện kia chẳng qua chỉ là một con chó do các người nuôi mà thôi. Tôi làm những chuyện đó với anh ta thì thế nào? Không phải quan lĩnh của các người đã nói chỉ cần bỏ tiền ra là có thể làm được bất cứ chuyện gì sao? Tôi đã đưa các người tiền mà còn bị nhục nhã thế này à? Ông cho rằng nhà họ Thượng quan tôi dễ bắt nạt vậy sao?" Thượng quan Môn nghiến răng nghiến lợi nói. Khi người đàn ông bên cạnh Lâm Trung Thiên nghe những lời này của Thượng quan Môn, anh ta lập tức bước đến và quãng cho anh ta một cái tát thật mạnh. Thượng quan Môn che mặt mình, ánh mắt tóe lửa nhìn Lâm Trung Thiên. Thượng quan khuyết cũng không nhịn nổi nữa, gần giọng nói, "Ông chủ đồ, ông đừng hiếp người quá đáng." nó là cậu chủ của nhà họ thượng quan chúng tôi đây lâm thanh diện là con trai của tôi lâm trung thiên nhàn nhạt, nhạt mở miệng thượng quan khuyết và thượng quan môn nghe nói vậy thì đều sướng sờ sắc mặt thượng quan khuyết lập tức thay đổi lúc này ông ta đã hiếu rõ tại sao lâm trung thiên làm khó con trai ông ta thì ra người mà thượng quan môn trêu chọc lại chính là con trai của ông chủ quan lĩnh này lập tức trong lòng ông ta dâng lên cảm giác sợ hãi nếu nói vậy thượng quan môn bỏ tiền tổ chức cuộc thi đăng thiên thê gần như đồng nghĩa với việc bỏ tiền ra mua quan lĩnh lấy mạng của con trai ông chủ. Dù sao trước lúc đó, ai cũng không nghĩ rằng Lâm Thanh Diện sẽ thành công trong cuộc thi đăng thiên thê. Chẳng trách ông chủ của quan lĩnh lại đối xử với con trai mình như vậy, nếu đổi lại là thượng quan khuyết thì e rằng ông ta cũng sẽ làm như vậy. Thượng quan khuyết lập tức sốt ruột, ông ta biết quan lĩnh khó đối phó, nếu thật sự phải đối trọi với quan lĩnh thì chắc chắn nhà họ thượng quan sẽ chịu thiệt ông ta phải nghĩ mọi cách để bù đắp sai lầm của con trai mình sau khi thượng quan môn nghe được lâm thanh diện chính là con trai của ông chủ quan lĩnh thì trong lòng anh ta cũng cực kỳ kinh ngạc anh ta không ngờ lâm thanh diện lại có một thân phận như vậy tuy nhiên trong mắt anh ta quan lĩnh vẫn không mạnh bằng nhà họ thượng quan cho dù lâm thanh diện là con trai của ông chủ quan lĩnh thì bọn họ cũng không có tư cách đối xử với anh ta như vậy cho dù lâm thanh diện là con trai của ông nhưng anh ta lại không biết tốt xấu tôi thay ông dạy dỗ anh ta, ông phải nên cảm ơn tôi mới đúng. Thượng quan môn quát lâm trung thiên. Trong lòng thượng quan khuyết nảy lên một cái, vội vàng quay đầu lại hét lên với thượng quan môn, con cầm miệng lại cho ba. Con muốn chết sao? Thượng quan môn không hiểu nhìn thượng quan khuyết sau đó mở miệng nói, ba, tại sao ba lại tỏ ra sợ sệt trước mặt ông ta như vậy chứ? Quan lĩnh này chẳng qua chỉ là một khu nghỉ dưỡng khá cao cấp mà thôi. Ông chủ của bọn họ thì có gì đáng sợ? Còn dạy dỗ con trai của ông ấy một chút thì có làm sao? Nhà họ thượng quan của chúng ta không đến nổi phải sợ một quan lĩnh nhỏ bé này chứ. Hay cho câu nói một quan lĩnh nhỏ bé này. Xem ra, nhận thức của bên ngoài đối với quan lĩnh cũng chỉ đừng lại ở trình độ của cậu. Nếu đã như vậy, tôi sẽ lấy nhà họ thượng quan các người ra làm ví dụ, để những người ở bên ngoài kia biết được, rốt cuộc quan lĩnh tôi có đơn giản như trong tưởng tượng của các người không. Lâm Trung Thiên giơ tay ra vỗ bàn, hai người bên cạnh lập tức đi tới bắt đầu tát liên tục vào mặt thượng quan môn thượng quan khuyết cuống lên vội vàng nói với lâm trung thiên ông chủ đồ việc này quả thật là lỗi của con trai tôi nhưng nó cũng không cố ý xin ông chủ đồ nương tay không phải cố ý nếu không phải thực lực của con trai tôi mạnh thì e rằng con trai tôi đã chết trên sàn đấu rồi một câu không cố ý của ông liền muốn bỏ qua sao hôm nay con trai của ông phải chết từ lâm trung thiên toát ra sát ý ngập trời. Ba à, đã đến lúc này rồi mà ba còn phải khách sáo với đám chó quan lĩnh này nữa sao? Nhà họ thượng quan chúng ta không sợ bọn họ đâu. Thượng quan môn đã bị đánh sưng thành đầu heo, nói với vẻ mặt đầy oan ức. Thượng quan khuyết nhìn thấy bộ dáng này của con trai mình, thực sự nổi khùng. Ông ta nghiến răng, nhìn lâm trung thiên nói, đồ thiên tuyệt, ông đừng làm quá đáng, nhà họ thượng quan của chúng tôi không dễ bị bắt nạt như các người nghĩ đâu nếu ông Vân khăng khăng muốn ra tay với con trai tôi, vậy tôi cũng sẽ không khách sáo với ông nữa. Ông lấy suy nghĩ cho kỹ, nếu nhà họ thượng quan tôi dốc hết sức đối phó với quan lĩnh của ông, cho dù đánh không lại ông nhưng cũng khiến căn cơ của ông bị tổn thương nặng. Ông xác định muốn làm kẻ thù với nhà họ thượng quan chúng tôi sao? Lân Trung Thiên mỉm cười với thượng quan khuyết, sau đó nói, làm kẻ thù với nhà họ thượng quan. Ông cũng cả nghĩ quá rồi, các người còn chưa có tư cách này đâu, hơn nữa, ông xác định bây giờ bên ngoài còn có gia tộc gọi là thượng quan sao. Thượng quan khuyết trong lòng cả kinh, cảm thấy Lâm Trung Thiên chỉ là đang phô trương thanh thế, lạnh lùng nói, đừng cố làm ra vẻ ta đây, một gia tộc to lớn như nhà họ thượng quan tôi, sao có thể nói mất là mất được chứ. Ông cũng quá đề cao sức mạnh quan lĩnh các người rồi đó. Thật không, Lâm Trung Thiên hỏi ngược lại, trong ánh mắt tràn đầy chiêu tức. Đúng lúc này, điện thoại của thượng quan khuyết vang lên, ông ta lấy di động ra nhìn thì thấy quản gia đang gọi tới. Ông ta vừa mới nhận cuộc gọi thì đầu bên kia đã chuyển tới giọng nói tan nát cõi lòng, ông cụ, nhà họ thượng quan, tiêu rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 461, nhà họ thượng quan bị diệt. Sắc mặt thượng quan khuyết đột một thay đổi, sau khi liếc nhìn Lâm Trung Thiên, ông ta nhanh chóng hỏi, ông đang nói hưu nói vượn gì đó nhà họ thượng quan chúng ta là một gia tộc hàng đầu thế giới sao có thể nói xong là xong chứ ông cụ toàn bộ tài sản của nhà họ thượng quan đã bị đóng băng rồi mấy gia tộc và tập đoàn tài chính hợp tác với chúng ta hôm nay đều đề nghị chấm dứt hợp đồng với chúng ta ngân hàng thế giới cũng không cho chúng ta vay nguồn vốn của gia tộc đã hoàn toàn bị cắt đứt rồi bây giờ tất cả người trong gia tộc đều đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chạy trốn đây giọng nói thê lương của quản gia tiếp tục vang lên Cơ thể Thượng quan khuyết lảo đảo lùi về sau, trên mặt hiện dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thượng quan môn thấy phản ứng của ba mình như vậy, trong lòng cũng dâng lên một tia lo lắng, vội hỏi: "Ba à, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Thượng quan khuyết quay đầu nhìn về phía Thượng quan môn, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ông ta đập luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên mặt Thượng quan môn, sau đó còn đạp anh ta một cái, lại túm cổ anh ta, tát thêm mấy cái thật mạnh lên mặt Thượng quan môn đứa con hoang đáng chết nhà mày cơ nghiệp khổng lồ của nhà họ thượng quan tao cứ bị hủy trên tay mày như thế đó mày là tội nhân thiên cổ của nhà họ thượng quan tao thượng quan môn nghe thượng quan khuyết nói như vậy cơ thể anh ta không nhịn được run lên mở miệng hỏi ba 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 nói là nhà họ thượng quan chúng ta tiêu rồi tất cả đều do tên cầm thú là mày gây ra nếu không thì nhà họ thượng quan sao có thể lưu lạc đến bước đường này chứ mày có chết cũng không hết tội Thượng quan khuyết tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ngâu, lông ngực phập phông. Sau đó ông ta lại giơ tay tát thượng quan môn một bà tai nữa thì nhắm mắt lại, ngã thẳng về phía sau. Ông ta co giật hai cái, sau đó thì không còn nhúc nhích gì nữa. Một trong những thuộc hạ của Lâm Trung Thiên đi tới và kiểm tra tình hình của thượng quan khuyết, sau đó anh ta ngẩng đầu lên nói, ông chủ, ông ta đã tắt thở rồi. Thượng quan khuyết lại bị con trai của mình chọc đến chết tươi. Vẻ mặt Lâm Trung Thiên không hề thay đổi, cái chết của Thượng quan Khuyết đối với ông chẳng là gì cả. Thượng quan Môn nghi ngờ nhìn cảnh tượng này, anh ta bò về phía Thượng quan Khuyết, phát hiện Thượng quan Khuyết thật sự đã chết rồi, hơn nữa hai mắt còn trợn tròn, rõ ràng đúng là kiểu chết không nhắm mắt. Chuyện này, sao có thể có chuyện này, không nên, không nên như vậy đâu. Thượng quan Môn quay đầu nhìn Lâm Trung Thiên, không phải quan lính của các người chỉ là một khu nghỉ dưỡng cao cấp thôi sao? tại sao lại lợi hại như vậy? Nhà họ thượng quan tôi sao có thể cứ như vậy xong đời được chứ? Nếu tôi suy nghĩ giống cậu có lẽ quan lĩnh đúng là mãi mãi chỉ giống như trong tưởng tượng của cậu, chỉ là một khu nghỉ dưỡng cao cấp mà thôi, Lâm Trung Thiên từ tốn nói. Dẫn cậu ta xuống giải quyết luôn đi, bắt hết những người đi theo hai cha con bọn họ đến đây nhốt vào nhà tù dưới lòng đất. Chuyện hôm nay không được chuyên ra ngoài. Dạ, thủ hạ của Lâm Trung Thiên lập tức đáp lời, tiếp theo mấy người liên kéo thượng quan môn đi xuống dưới. Thượng quan môn liên tục chống cự, tiếc là không có người nào để ý tới anh ta. Không lâu sau anh ta liền bị dẫn ra khỏi nơi này. Qua ngày hôm nay, trên đời này sẽ không còn ai gọi là thượng quan môn nữa. Lương cung nhạn xương vẫn luôn ở chỗ này nhìn thấy tất cả. Một gia tộc thượng quan chỉ vỏn vẹn trong thời gian mười mấy phút đã tan thành bọt nước. Hai ba con nhà họ thượng quan cũng bị giảm đạp như run dế, nói mất là mất ngay mặc dù biết quan lĩnh không đơn giản như trong tưởng tượng. Nơi này có đủ thực lực để tranh đoạt với các gia tộc hàng đầu thế giới, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Trung Thiên nhẹ nhàng xử lý nhà họ thượng quan, trong lòng cô ta vẫn lộ vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Gia tộc Lương Cung xác thực là hơn gia tộc thượng quan rất nhiều, thế nhưng với thực lực của gia tộc Lương Cung, trong thời gian ngắn như vậy diệt trừ thượng quan ra vốn là một chuyện không thể nào. Nói cách khác, nhà họ Lương Cung có thể đứng trên nhà họ thượng quan, nhưng không có năng lực tiêu diệt nhà họ thượng quan. Đây cũng chính là lý do tại sao tuy lương cung nhạn xương rất chán ghét thượng quan môn nhưng cũng hết cách với anh ta. Lâm Trung Thiên liếc nhìn lương cung nhạn xương, lương cung nhạn xương đang thất thần lập tức cảm nhận được có đôi mắt nóng rực đang nhìn sang, cô ta lập tức theo bản năng cúi đầu xuống. Chuyện hôm nay, không được nói ra bên ngoài, bao gồm cả chuyện Lâm Thanh Diện là con trai của tôi, Lâm Trung Thiên cất tiếng. Lương Cung Nhạn Sương vội gật đầu nói với Lâm Trung Thiên, vâng, chú đổ. Chính là bởi vì nhà họ Lương Cung và quan lĩnh có quan hệ tốt, cho nên Lương Cung Nhạn Sương mới không lo lắng vì bản thân mình tận mắt chứng kiến cảnh nhà họ thượng quan bị tiêu diệt mà gặp phải trừng phạt gì. Cháu hình như có ý với con trai tôi. Lâm Trung Thiên đột nhiên thay đổi giọng nhìn Lương Cung Nhạn Sương hỏi. Khuôn mặt Lương Cung Nhạn Sương lập tức đỏ bừng, tìm đập liên hôi. Cô ta không ngờ tâm tư của mình lại bị Lâm Trung Thiên nhìn thấu, quan trọng nhất Lâm Trung Thiên còn là ba của Lâm Thanh Diện nữa chứ, cô ta cực kỳ lúng túng. Khủ khủ, chú, có thể chú hiểu lầm cháu rồi, cháu và Lâm Thanh Diện mới quen biết không bao lâu, sao lại có thể? Lương Cung Nhạn Sương cố giải thích. Tôi đã biết chuyện cháu dẫn Lâm Thanh Diện về biệt thự rồi, Lâm Trung Thiên nói. Lương Cung Nhạn Sương nhất thời có cảm giác bị vạch trần, cô ta lo lắng cắn chặt môi. Tôi không biết những năm qua Lâm Thanh Diện sống thế nào, cũng không biết nó thích kiểu con gái nào. Nhưng trong ấn tượng của tôi, cháu cũng là một cô gái không tệ. Nếu cháu có ý với Lâm Thanh Diện thì có thể thử thăm dò thái độ của nó. Đương nhiên có thể khiến Lâm Thanh Diện thích cháu hay không thì đành phải dựa vào bản thân cháu rồi, Lâm Trung Thiên nói. Lương Cung Nhạn Sương hơi kích động, Lâm Trung Thiên nói như vậy, cơ bản là đồng nghĩa với việc đồng ý cho cô ta ở bên nhau với Lâm Thanh Diện, chỉ có điều có thể theo đuổi được Lâm Thanh Diện hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của cô ta. Cảm ơn chú cháu sẽ cố gắng, lương cung nhạn xương ngượng ngùng đáp một câu. Lâm Trung Thiên gật đầu, không nói gì, sau đó đứng dậy đi ra khỏi diễn võ quán. Lương cung nhạn xương nhìn chăm chằm phía dưới võ đài lân nữa, sau đó liếc mắt nhìn, như thể đã có một quyết định nào đó, ánh mắt của cô ta trở nên kiên định hơn. Nếu Lâm Thanh Diện ra khỏi quan lĩnh, chắc hẳn sẽ trở về kinh đô nhỉ. Đã lâu rồi tôi cũng không đi đến nơi đó, không bằng đợi lần này trở về trong gia tộc nói với ba một tiếng sau đó đi đến đó một chuyến luôn gia viên chăn tụy hồng thành trong nhà tống huyền khanh hai người tống huyền khanh và hứa quốc hoa đang xa xâm mặt ngôi trên sofa còn hai người chân tài anh và lý huỳnh thái thì đang đứng trước mặt bọn họ vẻ mặt cũng rất khó coi ý của các cậu là con gái tôi cứ bị lạc như vậy sao không tìm được tống huyền khanh nhìn chằm chằm trần tài anh vẻ mặt giận dữ chúng tôi đã tìm kiếm tất cả những nơi có thể tìm được trừ vết máu ra thì chúng tôi không tìm được bất kỳ manh mối nào của hứa bích hoài nơi xảy ra chuyện cũng có không có camera chúng tôi đã yêu cầu mọi người điều tra camera của các con phố gần đó chỉ xác định được là có một chiếc xe màu đen khả nghi nhưng sau ngày đó chiếc xe kia giống như bốc hơi khỏi thế gian đi đâu cũng không tìm được trần tài anh giải thích tống huyền khanh lập tức nổi nóng hét lên với trần tài anh các anh làm việc kiểu gì thế con gái tôi cứ thế bị mất tích sao, chẳng phải các anh thần thông quảng đại làm cơ mà. Tại sao ngay cả một người sống sờ sờ ra đấy cũng tìm không ra, các anh đền con gái cho tôi đi. Trần Tài Anh lập tức cao mày, hôm nay anh ta đến đây chỉ để báo cáo tình hình thôi nhưng không ngờ Tống Nguyên Khanh lại trách cứ bọn họ. Theo như anh biết, ngày đó sở dĩ hứa Bích Hoài đi đến vùng ngoại ô xa như vậy là bởi vì cãi nhau với Tống Nguyên Khanh kết quả là bây giờ bà ta làm như không liên quan đến minh lại còn đổ lỗi cho người khác đúng là đáng ghét trần tài anh đã biết trước tống huyền khanh là người khắc nghiệt từ lâm thanh diện hôm nay anh ta mới xem như là được thực sự biết mẹ vợ của lâm thanh diện là người không biết xấu hổ cỡ nào các người mau đi tìm con gái cho tôi nếu không tìm được thì không xong với tôi đâu chuyện này chắc chắn lại có liên quan đến mầm họa lâm thanh diện kia rồi mấy người các người đều là sao trổi cứ liên quan đến Lâm Thanh Diện là chẳng có gì tốt cả. Tống Huyền Khanh khí thế hùng hổ nói, nếu tôi nói không sai thì ngày đó bà đã làm chuyện gì khiến cô ấy đau lòng dẫn đến việc cô ấy đi đến một nơi hẻo lánh ở vùng ngoại ô như vậy. Lễ vào chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến bà sao. Trần Tài Anh chất vấn, Tống Huyền Khanh lơi trột dạ, vội vàng cất cao giọng hét lên, cậu nói linh tinh gì thế. Tất cả những chuyện này đều là do Lâm Thanh Diện làm. Còn nữa đám sao chổi các người, nếu không có các người thì con gái lôi sao có thể gặp phải chuyện này chứ. Trần Tài Anh vẫn chưa kịp nói gì thì hứa quốc hoa ngồi bên cạnh Tống Huyền Khanh bỗng nhiên đứng bật dậy, ông ta nhíu mày nhìn Tống Huyền Khanh, mở miệng quát, đủ rồi. Lần nào bà cũng đổ trách nhiệm lên đầu lâm thanh diện. Bà có biết con gái bà vì bà đã ngậm đẳng nuốt cay cỡ nào không? Rốt cuộc đến bao giờ bà mới hiểu rõ vấn đề của bản thân bà đây? Sau nhiều năm chịu uất ức rốt cuộc hứa quốc hoa cũng không nhịn được nữa mà bộc phát, Chương 462, tin tốt. Tống Huyền Khanh bị Hứa Quốc Hoa quát một câu như vậy thì nhất thời ngây ngẩn cả người, bà ta chưa từng nghĩ tới, Hứa Quốc Hoa lại dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình. Ông có ý gì, ý của ông là không tìm thấy con gái là vấn đề của tôi sao? Sau khi Tống Huyền Khanh phản ứng lại thì lập tức chất vấn Hứa Quốc Hoa một câu. Chẳng lẽ đó không phải là trách nhiệm của bà sao? Nếu không phải bà tự chủ trương khiến công ty nhà họ Hứa phá sản thì sao con gái lại đau lòng đến thế? Sao nó lại chạy đến vùng ngoại thành, liền càng không thể thể phát sinh chuyện như vậy, Tống Huyền Khanh, chẳng lẽ bà thật sự mặt dày vô liêm sỉ như vậy sao? Tôi đã chịu đủ bà rồi." Hứa Quốc Hoa không cách nào kìm nén được cảm xúc trong lòng, trực tiếp bộc phát. Sắc mặt Tống Huyền Khanh trở nên xanh mét, bà mà lại bị người đàn ông vô dụng này dạy dỗ, ông ta có tư cách gì mà dạy dỗ mình như vậy? Hơn nữa ông ta còn cho rằng con gái mất tích là trách nhiệm của chính bà ta, đúng là nói hưu nói vượn. Đúng là làm phản rồi. Một kẻ vô dụng như ông mà cũng dám đứng đây nói tôi sao, không muốn ở trong cái nhà này nữa phải không? Tống Huyền Khanh bật dậy khỏi ghế sofa, giơ tay lên nhào về phía hứa quốc hoa bắt đầu cào cấu mặt ông ta, hứa quốc hoa vội vàng nấp ra phía sau. Tuy rằng ông ta hung hăng với Tống Huyền Khanh nhưng cũng chỉ dám hét bà ta vài câu còn việc động tay động chân vẫn là không dám. Tôn Tuệ Phương thấy thế, vội vàng khuyên can nhưng Tống Huyền Khanh thẳng thừng đẩy bà ta ra, thiếu chút nữa làm cho Tôn Tuệ Phương té xuống đất. Chân Tài Anh cùng Lý Huỳnh Thái thấy thế, đều lắc đầu, xoay người rời khỏi nhà. Hứa Quốc Hoa nhanh chóng đi theo, sau khi ra khỏi nhà liên hét vào mặt Tống Huyền Khanh, sớm muộn gì cái nhà này cũng sẽ bị bà hủy hoại. Nói xong, ông liền nhanh chân chạy. Tống Huyền Khanh tức giận ngồi trở lại ghế sofa, ngực thở hồn hển, một hồi lâu mới tỏ vẻ âm hiểm nói một câu, mình thì có gì sai, tất cả đều là lỗi của Lâm Thanh Diệt, chờ nó trở về, mình nhất định phải bắt nó trả con gái lại cho mình. Kinh đô, trong bệnh viện số 1. Trong một căn phòng bệnh cao cấp, Trung Thiên Nguyên đang ngồi ở cạnh giường, cau mày nhìn chăm chăm Trung Linh Nhi đang nằm trên giường. Ngày đó sau khi Trung Linh Nhi bị xe đụng phải, Trung Thiên Nguyên vội vàng đưa Trung Linh Nhi đến bệnh viện tốt nhất ở Kinh đô để chữa trị. Nhưng tình trạng của Trung Linh Nhi hơi nghiêm trọng, đến hôm nay cô ta mới qua khỏi cơn nguy kịch. Trong khoảng thời gian này, Trung Thiên Nguyên cũng đã cử người đi tìm tài xế gây tai nạn, sau đó họ tìm được một chiếc xe khả nghi, nhưng chiếc xe đã bị bỏ lại, tài xế cũng không biết đã đi đâu, người tài xế này có vẻ cũng là một tay già đời. Không còn bằng chứng và bất cứ thứ gì có thể truy tìm ra anh ta. Đối với những gì đã xảy ra với con gái của mình, trong lòng Trung Thiên Nguyên cũng rất phẫn nộ. Người của ông đã phát hiện ra rằng trong lòng đã ở cùng Hứa Bích Hoài trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ngay từ đầu Trung Thiên Nguyên đã nghĩ chuyện này là do Lâm Thanh Diện làm, nhưng sau lại điều tra phát hiện, Lâm Thanh Diện không có ở Hồng Thành, hơn nữa Hứa Bích Hoài cũng mất tích, trên mặt đất còn có vết máu của Hứa Bích Hoài. Cho nên Trung Thiên Nguyên phỏng đoán sự việc này không liên quan gì đến Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cũng là người bị hại. Ông không biết kẻ nào lại muốn xuống tay với con gái mình hoặc là Hứa Bích Hoài. Trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện này mà tóc ông bạc rất nhiều. Bởi vì tình hình của Trung Linh Nhi trong khoảng thời gian này không ổn định, cho nên ông chỉ có thể ở lại bệnh viện trông nom và sai thủ hạ của mình đi điều tra chuyện này. Trung Linh Nhi nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, cô gái ngây thơ, tươi vui ngày nào hiện giờ trở nên vô cùng tiều tụy, trên mặt không còn sự thông minh lanh lẹ khiến Trung Thiên Nguyên vô cùng đau lòng. Con gái, con yên tâm ba nhất định sẽ tìm ra hung thủ và phanh thây xẻ thịt tất cả những kẻ liên quan đến vụ này trung thiên nguyên nghiến răng nghiến lợi nói một lúc sau cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra bác sĩ cầm kết quả chẩn đoán bước vào trung thiên nguyên thấy thế nhanh chóng đứng dậy nhìn bác sĩ hỏi bác sĩ tình trạng của con gái tôi như thế nào nó hôn mê nhiều ngày như vậy khi nào sẽ tỉnh lại sắc mặt của bác sĩ trông không được tốt lắm anh ta đi đến trước mặt trung thiên nguyên thở dài nói ông trung tình hình của con gái ông có thể không khả quan nhưng đừng lo lắng chẩn đoán hiện tại của chúng tôi chỉ là tạm thời và không loại trừ việc con gái ông còn có những khả năng khác trong lòng trung thiên nguyên trầm xuống mở miệng hỏi kết quả chẩn đoán là gì bác sĩ do dự một chút cuối cùng vẫn nói chẩn đoán tạm thời là hôn mê nặng do chấn thương thần kinh và không không loại trừ khả năng trở thành người thực vật trung thiên nguyên nghe bác sĩ nói xong liền thẳng tay túm áo anh ta lạnh lùng nói cậu nói gì? Con gái của tôi sẽ trở thành người sống đời sống thực vật. Bác sĩ bị dọa đến thân mình đều bắt đầu phát run, vội vàng an ủi nói, ông Trung, ông đừng kích động, đây chỉ là bước đầu chẩn đoán bệnh, không loại trừ khả năng tình huống chuyển biến tốt đẹp hơn, bệnh tình của con gái ông vẫn có cơ hội chữa khỏi. Bệnh viện của các người là do tôi đầu tư, nếu con gái tôi không thể tỉnh lại thì tất cả mọi người trong bệnh viện của các người đừng mơ làm tiếp nữa. Trung Thiên Nguyên kích động nói. Bác sĩ vội vàng gật đầu, nói ông Trung, ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực cứu chữa cho con gái ông, viện trưởng đã mời các chuyên gia có trình độ hàng đầu quốc tế đến kinh đô hội trần cho con gái ông. Trung Thiên Nguyên lúc này mới thả bác sĩ ra và ý thức được mình có hơi thất lễ nên nói, hy vọng các anh có thể làm hết sức mình, vừa rồi tôi có chút kích động, mong anh tha thứ. Không có việc gì, tôi có thể hiểu tâm trạng của ông, bác sĩ trả lời một câu, sau đó liền xoay người rời khỏi phòng bác sĩ mới đi không bao lâu thì mấy tên thủ hạ của trung thiên nguyên tiến vào trung thiên nguyên trực tiếp ngăn họ lại và bảo họ ra ngoài lúc này ông không muốn quấy dây con gái mình nữa trên hành lang trung thiên nguyên hít sâu một hơi hỏi điều tra thế nào có tiến triển gì không một trong những người dẫn đầu nói tên lái xe đã được tìm thấy anh ta đã bị chúng tôi khống chế và chúng tôi đã moi được một vài tin tức từ miệng anh ta nói trung thiên nguyên hít mắt trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thức mạnh mẽ. Tên lái xe bị một người phụ nữ tên là Lạc Tâm sai xử, Lạc Tâm này đáng lẽ đã chết từ hai tháng trước nhưng không hiểu sao cô ta lại xuất hiện tại nơi này, theo như lời tên lái xe kia thì mục tiêu của cô ta là hứa bích hoài, cô chủ lúc ấy ở cùng với hứa bích hoài cho nên mới xảy ra tình huống này, người nọ mở miệng. Trung Thiên Nguyên lập tức siết chặt nắm đấm, không ngờ rằng con gái mình lại gặp phải kết cục này chỉ vì đi cùng hứa bích hoài. Chuyện lạc tâm đã chết ông ta đã biết nhưng ông cũng không ngờ kẻ đứng sau điều khiển chuyện này lại là một kẻ đã chết. Trong lòng ông ta nảy sinh rất nhiều nghi ngờ, ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng điều chắc chắn duy nhất là hung thủ đã hại con gái ông chính là lạc tâm. Ánh mắt của Trung Thiên Nguyên trở nên sâu xa, phản ứng đầu tiên của ông ta khi nãy là Lâm Thanh Diện đã hại con gái ông ta thành ra như thế này, dù sao lạc tâm cũng vì xuống tay với hứa bích hoài nên con gái ông ta mới gặp tai ương. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại, ông ta nhận ra suy nghĩ của mình có chút cực đoan, Lâm Thanh Diện không muốn xảy ra chuyện như vậy, ông đổ toàn bộ trách nhiệm chuyện này lên người Lâm Thanh Diện, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Hiện giờ chỉ có thể chờ Lâm Thanh Diện ra mặt, cùng nhau tìm ra lạc tâm, bắt được hung thủ thật sự này thì oán hận của ông ta hẳn là sẽ được phát tiết trên người lạc tâm. Tên lái xe đâu? Trung Thiên Nguyên mở miệng hỏi một câu. Tên lái xe đã bị chúng tôi giải quyết, trước khi chết anh ta vô cùng đau đớn, cho nên mới khai hết ra, thủ hạ lập tức hồi đáp. Trung Thiên Nguyên gật gật đầu, hỏi tiếp, vậy anh ta có khai rõ ràng chuyện của Lạc Tâm không? Thủ hạ gật gật đầu, nói tên lái xe đó có nói sơ về chuyện của Lạc Tâm cho chúng tôi, Lạc Tâm ở Hồng Thành và vẫn luôn ở trong một tòa nhà tên là Vạn Hào, khi chúng tôi đến tòa nhà Vạn Hào thì Lạc Tâm đã rời đi. Thông qua một số thủ đoạn, chúng tôi tra được Lạc Tâm đã về tới kinh đô, hơn nữa lần này cô ta tựa hồ cũng không muốn che giấu hành tung của mình chúng tôi rất dễ dàng tra được sau khi quay về Kinh Đô cô ta đã đi đâu. Đó là một công ty mới ở Kinh Đô, công ty này có lai lịch khá bí ẩn và dường như có thực lực rất mạnh, gần đây đã đối đầu với nhà họ Lâm một thời gian, Lâm Thanh Diện dường như bó tay với công ty này rồi. Lạc Tâm hiện đang làm việc trong công ty này, chúng tôi đã điều tra ông chủ của họ và phát hiện ông chủ này là một doanh nhân mới xuất hiện ở nước C. Anh ta còn rất trẻ, và chắc chưa đến 30 tuổi, nhưng kinh nghiệm trên thương trường của anh ta tương đối phong phú, thủ đoạn lại nhiều nếu không sẽ không khiến nhà họ Lâm đau đầu như vậy. Chúng tôi đã điều tra rất lâu nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về lai lịch của người này ngoại trừ một cái tên. Trung Thiên Nguyên nghe thủ hạ thuật lại thì cảm thấy chuyện này tựa hô không đơn giản như ông ta nghĩ, lạc tâm đã chết đi giờ sống lại, thương nhân trẻ tuổi có lai lịch thần bí, những điều này khiến ông ta luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Người đó tên là gì? Trung Thiên Nguyên mở miệng hỏi một câu. Thủ hạ dừng một chút, lúc sau trịnh trọng nói. Công tôn nữ, phía nam, thành phố Tê Trong số căn dinh thự hạng nhất của Thompson. Trong một căn phòng mang đậm hơi thở công chúa, hứa bích hoài đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi trắng bệch. Một số người nước ngoài mặc áo blau trắng đang tập trung xung quanh giường, cẩn thận kiểm tra cô. Bên cạnh giường có rất nhiều dụng cụ y tế hàng đầu, cho thấy hứa bích hoài lúc này vẫn còn sống bình thường. Cách giường không xa có một người đàn ông mặc y phục sang trọng, ngón tay cái đeo nhẫn, anh ta còn câm theo một quải trượng đầu rồng. Người đàn ông này toát lên khí thế phi thường đứng đó, cho người ta cảm giác không giận mà oai. Lúc này này người đàn ông đang nhìn chằm chằm hứa bích hoài, cảm xúc trong mắt là kích động, hưng phấn, hồi hộp, do dự, tương đối phức tạp. Một lúc lâu sau, những người nước ngoài đang kiểm tra dừng lại, một người bước đến gần người đàn ông và nói cô gái này cũng không có gì trở ngại chỉ là đầu đã bị va chạm chúng tôi bước đầu suy đoán sau khi tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn có thể cô ấy sẽ xuất hiện mất tình trạng mất trí nhớ nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài vĩnh viễn còn cụ thể bao lâu có thể khôi phục thì cần xem tình hình của cô ấy nếu có thể tiếp xúc với người hoặc vật quen thuộc thì có thể làm cho cô ấy khôi phục nhanh hơn một chút nghe người này nói xong Người đàn ông lập tức cau mày nói, không có cách nào để cô ấy tỉnh lại là hồi phục luôn sao? Tôi không có bất kỳ người hay vật nào mà cô ấy quen thuộc cả. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, rất may là cô ấy không hôn mê sâu do va chạm, người nước ngoài trả lời. Người đàn ông gật gật đầu và không tiếp tục vấn đề đó nữa mà nói, tôi biết rồi, trong khoảng thời gian này các anh hãy ở lại đây và quan sát tình trạng của cô ấy mọi lúc mọi nơi, nhất định phải cung cấp cho cô ấy sự trị liệu và phục hồi tốt nhất về vấn đề trí nhớ các anh tạm thời không cần lo lắng cô ấy đến với tôi thì có thể mất trí nhớ là một lựa chọn tốt hơn người ngoại quốc ừ một tiếng lúc định xoay người thì đột nhiên nhớ ra gì đó nên lại quay đầu nhìn người đàn ông còn có chuyện gì sao người đàn ông mở miệng hỏi người ngoại quốc cười cười mở miệng nói tôi còn có một tin tức tốt muốn nói cho anh vừa rồi chỉ lo chân thuật bệnh của cô ấy mà quên mất chuyện này tin tốt gì biểu cảm trên mặt người đàn ông không có chút biến hóa. Cô gái này đã mang thai, người ngoại quốc đó nói. Khuôn mặt vốn dĩ vô cảm của người đàn ông đột nhiên biến sắc. chương 463, AI cân anh lo. Trong biệt thự ở Quan Lĩnh, khi Lâm Thanh Diện mở mắt ra, một tia nắng chiếu vào mặt anh, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người xinh đẹp ngồi ở đầu giường trước mặt nhưng bởi vì ánh nắng chiếu vào mắt, anh không nhìn ra được ai đang ngồi ở đó trong tiêm thức anh cho rằng người ngồi bên giường là hứa bích hoài, sự mệt mỏi mà đăng thiên thê mang đến là tích lũy của nhiều năm, cho nên ngay cả khi tỉnh lại, tinh thân của anh cũng có chút mơ hô. Anh còn tưởng rằng anh vẫn ở Hồng Thành, vẫn ở nhà, bây giờ mới ngủ dậy vào sáng sớm, hứa bích hoài dậy sớm hơn anh, ngồi ở đầu giường nắm anh. Nghĩ đến đây, trên mặt lâm thanh diện nở một nụ cười, sau đó đưa tay về phía bóng hình xinh đẹp ấy, nắm lấy tay cô, xoa lên mặt anh dậy sớm như vậy làm gì nào ngủ thêm một lát anh muốn ôm em lâm thanh diện mở miệng nói một câu bóng hình xinh đẹp bị năm tay thì toàn thân liên cứng đờ nghe được lâm thanh diện nói sắc mặt lại thêm kinh ngạc nhưng ngay lập tức cô rụt tay lại và nói nhỏ lưu manh lâm thanh diện sửng sốt sau đó vội vàng từ trên giường ngôi dậy đã không còn ánh nắng trực tiếp chiếu vào mắt nữa thì anh mới nhìn rõ người ngồi bên giường là ai người nọ không phải hứa bích hoài mà là lương cung nhạn xương Lúc này lâm thanh diện mới nhớ ra mình hiện tại đang ở quan lĩnh Hơn nữa còn vừa mới tiến hành đăng thiên thê Hứa bích hoài không có khả năng ở nơi này Nhớ lại những lời mình vừa nói Lâm thanh diện nhất thời xấu hổ Giải thích thực xin lỗi Vừa rồi tôi có chút mơ hồ nên nhận sai người Mặt lương cung nhạn xương đỏ bừng Bởi vì lời nói vừa rồi của lâm thanh diện mà sôi sùng sục Cô ta chừng mắt liếc lâm thanh diện một cái Nói cái cớ này của anh đúng là trả ra gì. Lâm Thanh Diện lập tức giải thích không phải mình đang bao biện, nhưng lương cung nhạn xương cũng không có ý định nghe, cô trực tiếp đứng dậy khỏi giường, đi đến phía trước cửa sổ, mở miệng nói, anh hôn mê hai ngày rồi, chú đổ nói nói chỗ của chú ấy không có con gái cẩn thận, cho nên bảo tôi ở bên cạnh chăm sóc anh, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, tôi không muốn tiếp tục ở chung với một tên xấu xa như anh. Lâm Thanh Diện nhất thời á khẩu không nói được gì, anh không ngờ Lương Cung Nhạn Sương lại chăm sóc mình suốt hai ngày, lại còn là do Lâm Trung Thiên sai cô ta đến. Chẳng lẽ Lâm Trung Thiên đang muốn gán ghép bạn gái cho anh sao? Anh không tin Lâm Trung Thiên không có người phụ nữ nào có thể chăm sóc người ta. Anh nhớ ra mình còn chưa nói với Lâm Trung Thiên chuyện mình đã kết hôn, Lâm Trung Thiên làm cha, lo lắng chuyện hôn nhân của con mình cũng không có gì đáng trách. Cuối cùng đành bất đắc dĩ cười cười, nói với Lương Cung Nhạn Sương một câu cảm ơn hừ, ai cần anh cảm tạ, tôi chẳng qua là nể mặt chú đồ nên miễn cưỡng chăm sóc anh thôi, anh đừng tưởng rằng tôi thật sự muốn chăm sóc anh, lương cung nhạn xương kiêu ngạo nói. Đúng lúc này, một cô gái bước vào phòng nói, cô chủ ơi, cô nên nghỉ ngơi đi. Cô đã trông nom ở đây hai ngày rồi, người của ông chủ quan lĩnh đã bị tôi đuối đi mấy đợt rồi, tại sao cô cứ phải ở đây trông nom anh ta chứ? Cô gái đó là người của lương cung nhạn xương, cô ta cũng không ngờ Lâm Thanh Diện đã tỉnh lại, cho nên vừa vào liền mở miệng nói. Lương cung nhạn sương nghe xong lập tức trừng mắt và vội vàng nháy mắt với cô gái nhưng đáng tiếc là cô gái nhanh miệng quá nên đã nói ra. Lâm Thanh Diện đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười khi nghe được lời nói của cô gái, anh không ngờ những gì Lương Cung Nhạn Sương nói lúc nãy là nói dối, hóa ra là tự cô khăng khăng muốn ở lại đây để chăm nom anh. Anh lại nhìn chăm chăm Lương Cung Nhạn Sương, mặt Lương Cung Nhạn Sương đỏ như trái táo, bộ dạng như lập tức muốn đào một hố mà chui xuống vậy. cô đang nói nhảm gì ở đây vậy? ai mà muốn ở đây chăm anh ta chứ? tôi muốn rời đi ngay lập tức. cô mau tránh ra. lương cung nhạn xương hét lên với cô gái. cô gái chợt nhận ra mình lỡ miệng, vội che miệng lại, tươi cười chạy ra ngoài. đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy cô chủ nhà mình vốn luôn điềm đạm lại xuất hiện một màn kinh hoàng như vậy. xem ra cô chủ có vẻ có ý với lâm thanh diện. Lâm Thanh Diện cười nhìn Lương Cung Nhạn Sương, ánh mắt giống như đang thắc mắc cô vì cái gì phải nói dối. Lương Cung Nhạn Sương thấy Lâm Thanh Diện đang cười mình, nhất thời có chút ảo não, cảm giác muốn được làm nũng ngùa về trong lòng, nhưng để không thất hố, cô vẫn cố gắng kìm lại. Lâm Thanh Diện vốn đang muốn trêu Lương Cung Nhạn Sương một chút, nhưng nhớ lại chuyện Trung Linh Nhi trước kia, anh ta vẫn nhịn xuống, theo quan điểm của anh, cảm ơn các cô gái không dễ chút nào, có thể vì một vài câu nói đùa của anh họ sẽ bắt đầu nảy sinh những mối quan hệ phức tạp với anh. Một trung linh nhi đã muốn làm cho Lâm Thanh Diện vô cùng đau đầu và ái náy rồi, anh không muốn tình huống như vậy lại xuất hiện. Tôi đã tỉnh, cô có thể trở về rồi, vì để cho lương cung nhạn xương biết được sự vô tình của mình, anh thu lại nụ cười, lạnh lùng nói một câu. Lương cung nhạn xương nghe Lâm Thanh Diện cứ như vậy đuổi mình đi thì trong lòng đột nhiên tức giận, thậm chí còn có chút tuổi thân nữa. Nhưng vì thể diện, cô không nói được gì, cô lấm bẩm tôi ước còn không được ấy chứ sau đó cô đi về phía cửa khi đến gần cửa cô lại dừng lại quay đầu nhìn lâm thanh diện giả vờ thản nhiên hỏi tôi nghe chú đồ nói anh tỉnh lại sẽ thu xếp để anh rời khỏi quan lính sau khi anh đi sẽ trở lại kinh đô sao lâm thanh diện gật gật đầu hỏi cô hỏi chuyện này làm gì nhận được câu trả lời khẳng định lương cung nhạn xương ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói ai cần anh lo sau đó cô ấy bước ra ngoài Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó, sau khi lương cung nhạn xương rời đi, anh bước xuống giường rũi người, chỉ cảm thấy xương mình như sắp vỡ ra. Đăng thiên thê lân này quả thật đã khiến cho anh phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng trận đấu cuối cùng cùng với Lý Phủ Đồ cũng thật sự khiến anh đạt tới cực hạn rồi. Nếu không phải vì bị sư phụ ép bôi cao dán làm bằng nấm lên người, thì một người đã trải qua một trận chiến khốc liệt như Lâm Thanh Diện sẽ phải nằm trên giường một hai tháng mới có thể hồi phục thuốc gian ấy không chỉ khiến anh trở nên mạnh mẽ vô hạn, mà còn cải thiện rất nhiều về thể chất, khả năng phục hồi của anh ta cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Anh vận động nhẹ một chút, sau khi hồi phục liên muốn đi tìm Lâm Trung Thiên. Lúc này anh mới chợt nhận ra có gì đó không ổn, liền đưa tay kéo quân, liếc nhìn vào trong. Quần lót của mình đâu? Trong đầu Lâm Thanh Diện nảy ra một nghi vấn. Ngay sau đó, anh trợn tròn mắt, nhớ lại chuyện lương cung nhạn xương cố ý ở bên mình hai ngày liệu sẽ không phải là cô ta cởi dớ chứ? Cô gái với sự tôn sùng đặc biệt này, sẽ không làm điều gì đó với mình nhân lúc mình đang hôn mê đấy chứ? Trên đường đến đảo Hồ Nhân Tạo, Lý Hắc Thán chạy tới bên cạnh Lâm Thanh Diện, vẻ mặt sùng bái nhìn anh, mở miệng nói, Lão Đại, anh đúng là quá lợi hại, đăng thiên thê thế mà thành công rồi, trong lịch sử của quan lính, chỉ có hai người thành công, hai người đó là những kẻ yêu nghiệt độc nhất và bây giờ, anh đã trở thành người thứ ba. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, nếu anh dốc lòng tăng thực lực của mình thì cũng có cơ hội khiêu chiến thành công. Anh không hề nói quá lên, Lý Hắc Thán xuất thân từ thôn làng ấy, từ nhỏ đến lớn anh ta từng ăn rất nhiều loại nấm có thể làm cho người ta tăng sức mạnh, tuy rằng trực tiếp ăn khẳng định không hiệu quả bằng dùng thuốc rán mà sư phụ Lâm Thanh Diện chế thành từ nấm nhưng cũng có tác dụng nhất định. Hơn nữa tố chất thân thể của Lý Hắc Thán rất tốt, chỉ cần anh ta chịu khó luyện tập nâng cao sức mạnh, thì việc đạt tới thực lực có thể làm đăng thiên thê thành công chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi thì coi như bỏ rồi, ngay cả việc thách đấu với 10 cao thủ hàng đầu trong chiến thần bảng cũng đã không khác gì tìm đường chết rồi. Lý Hắc Thán nói một câu, lão đại, trong hai ngày anh hôn mê, đã xảy ra một chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Chính là tên thượng quan môn lúc trước tìm anh gây phiên toái kia chết ở quan lĩnh rồi, hơn nữa còn bởi vì anh ta mà gặp xui nữa, còn có cha của anh ta là Thượng Quan Khuyết, nghe nói Thượng Quan Khuyết là trực tiếp bị cha của anh ta làm cho tức chết, cả gia tộc Thượng Quan ngày hôm sau đã bị diệt, tất cả mọi người đoán, chuyện này là do ông chủ quan lĩnh làm, Lý Hắc Thán mở miệng, anh ta vẫn chưa biết ông chủ của quan lĩnh chính là cha của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhướng mày khi nghe những lời của Lý Hắc Thán, anh có thể xác định đây là những gì Lâm Trung Thiên làm, nhưng khiến cho anh không nghĩ tới chính là, lực lượng mà lâm trung thiên hiện đang nắm giữ lại lớn mạnh như thế chỉ trong một ngày đã diệt sạch cả gia tộc thượng quan xem ra sau khi lâm trung thiên tiếp nhận quan lính quả thật đã làm cho bản chất nơi này thay đổi lâm thanh diện không có ý định nói với lý hắc thán chuyện ông chủ của quan lính là cha anh cũng không có ý định đưa lý hắc thán ra ngoài anh muốn để lý hắc thán ở lại quan lính cọ sát vài năm nữa chờ thực lực của anh ta đủ rồi mới bảo lâm trung thiên thả lý hắc thán ra trên đảo trong hồ nhân sau Lâm Thanh Diện lên du thuyền, hai người lúc trước đổi với anh vô cùng cung kính, hận không thể quỳ trên mặt đất mà lái du thuyền đưa Lâm Thanh Diện sang đó. Lâm Thanh Diện đi tới biệt thự, đi vào phòng của Lâm Trung Thiên, liền nhìn thấy Lâm Trung Thiên đang ngồi ở trên bàn nhìn chằm chằm một sấp giấy tờ. Lâm Trung Thiên nhìn thấy Lâm Thanh Diện đến thì cười với anh và nói, nếu đã hồi phục rồi thì con có thể rời khỏi nơi này, chúng ta cùng nhà công tôn là kẻ thù không đội trời chung, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mà chúng ta cũng tuyệt không để bọn họ coi khinh chúng ta, ba mấy năm nay vẫn một mực chờ đợi cơ hội báo thù mà cơ hội này là con." Lâm Thanh Diện gật gật đầu, sau khi biết được thân thế đích thực của ông nội cùng cha mình, liền đem báo thù trở thành mục tiêu lớn nhất tiếp theo của mình. Lâm Trung Thiên chắc hẳn cũng muốn đặt hy vọng vào anh nên ông ấy đã tích lũy rất nhiều sức mạnh trong suốt nhiều năm qua, để khi Lâm Thanh Diện lớn lên, ông sẽ là lá chắn vững chắc nhất của anh. Vì ông nội báo thù, cũng là trách nhiệm của con con nhất định sẽ không thoái thác. Lâm Thanh Diện mở nói, nhưng, con muốn biết, thưa ba, tại sao ba không thể rời khỏi quan lính? chương 464, tên con là Tô Tâm Nhu. Khi Lâm Trung Thiên nghe được câu hỏi của Lâm Thanh Diện, ánh mắt ông đột nhiên tối lại, khí tức khát máu trên người càng thêm nông đậm. Thật lâu sau, ông mới thở dài nói, chuyện này liên quan đến bí mật lớn nhất của quan lính. Trước mắt ba vẫn chưa có thể nói cho con bí mật này được khi nào thực lực của con đạt đủ, con sẽ tự nhiên biết tại sao thôi. Hiện giờ tốt nhất đừng nghĩ đến nguyên nhân của việc này, nếu không sẽ không tốt cho con đâu. Nghe những gì Lâm Trung Thiên nói, Lâm Thanh Diện cũng đành phải chào thua, anh biết rằng Lâm Trung Thiên không nói cho anh biết là vì muốn bảo vệ anh, có lẽ với trình độ hiện tại, anh đúng thực không đủ tư cách để hiểu được bí mật của tâm đó. Rồi Lâm Trung Thiên lại kể cho Lâm Thanh Diện nghe về mối hận thù của họ với gia đình Công Tôn và sự phân bổ quyền lực hiện tại ở Quan Lĩnh trên toàn thế giới. Chiến thần lệnh mà Lâm Trung Thiên đưa cho Lâm Thanh Diện có thể ra lệnh cho tất cả lực lượng và thế lực của Quan Lĩnh ở ngoại giới. Ông còn đưa cho Lâm Thanh Diện cách thức liên lạc với những người bên ngoài Quan Lĩnh và nói với Lâm Thanh Diện rằng dù là bất kỳ yêu cầu gì, anh cũng đều có thể tìm người của Quan Lĩnh để trợ giúp. Chỉ cần Lâm Thanh Diện trở lại bên ngoài, anh sẽ trở thành người phát ngôn của quan lĩnh ở ngoại giới, đồng thời sẽ có sức mạnh như Lâm Trung Thiên và có thể sử dụng tất cả tài nguyên của quan lĩnh để chống lại gia tộc công tôn. Sau khi giải thích rõ ràng, Lâm Trung Thiên vỗ vỗ vai Lâm Thanh Diện cười nói, con là niềm tự hào lớn nhất của đời ba đây. Lâm Thanh Diện nghiêm túc gật đầu với Lâm Trung Thiên, nói con sẽ không khiến ba thất vọng. Sau cuộc trùng phùng ngăn ngủi, điều chờ đợi Lâm Thanh Diện vẫn là sự ly biệt có điều bây giờ anh đã biết Lâm Trung Thiên vẫn còn sống trên thế giới, hơn nữa còn trở thành ông chủ của quan lĩnh, tảng đá nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được thả xuống. Hai người lại tán dóc với nhau về vài chuyện không đáng kể. Lâm Thanh Diện cũng kể Lâm Trung Thiên nghe về cuộc hôn nhân của mình. Nghe chuyện, Lâm Trung Thiên lộ rõ vui mừng, còn hỏi anh đã cho ông đứa cháu nào chưa? Lâm Thanh Diện mỉm cười lắc đầu, nói với Lâm Trung Thiên rằng tạm thời vẫn chưa có nhưng mà đợi đến khi Lâm Trung Thiên ra được khỏi quan lĩnh, nói không chừng đã có con rồi đấy. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Diện đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa tới cửa, Lâm Trung Thiên lần nữa gọi anh đứng lại. Ở bên ngoài nhất định con phải cẩn thận, nhớ kỹ, đừng kích động người của chúng thần điện, Lâm Trung Thiên nghiêm túc nói. Ở trên trực thăng, Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn xuống dãy núi thậm chí có thể sánh với bảy kỳ quan thế giới của nơi này, trong lòng cảm thấy có chút cảm khái lần này đến quan lĩnh anh đã có rất nhiều thu hoạch, lớn nhất chính là tìm được Lâm Trung Thiên. Nhìn quan lĩnh dân dân nhỏ lại, Lâm Thanh Diện cũng từ từ thu hồi ánh mắt. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Từ quan lĩnh trở về nước, cho dù là trực thăng cũng phải mất một ngày một đêm, trong lòng anh có chút nhớ hứa bích hoài, cũng không biết giờ cô đang làm gì, khi trở về nhất định phải có thời gian vui vẻ với cô ấy thành phố T, giữa các biệt thự cao cấp Thompson. Hứa Bích Hoài ngồi ở trước cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, hơi thẫn thờ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, tựa hô đang gặp phải một câu hỏi khó hiểu nào đó. Một lúc sau, cửa được đẩy ra, một người phụ nữ mặc trang phục người giúp việc bước vào, cung kính nói với hứa Bích Hoài, cô chủ, đã đến giờ cơm rồi. Lúc này hứa Bích Hoài mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn sang, phát hiện người giúp việc đã đẩy xe để thức ăn đi tới chị cứ để đó đi, lát nữa tôi sẽ tự ăn, hứa Bích Hoài nói. Người giúp việc gật đầu, đặt đồ ăn từ trên xe sang bàn, sau khi hoàn thành xong, chị ta cúi đầu chào hứa Bích Hoài, xoay người rời khỏi phòng. Ngay khi người giúp việc rời đi, người đàn ông với đôi nạng đầu rồng liền bước vào, cười với hứa Bích Hoài, đồ ăn không ngon à. Mãi ngày nay con đều ăn rất ít, con vừa mới bình phục lại, ăn ít vậy không tốt cho cơ thể đâu. Ngoặc kép, hứa bích hoài ngẩng đầu nhìn người đàn ông không trả lời câu hỏi về chuyện ăn uống mà nói ba con vẫn không nhớ được gì cả những ký ức về quá khứ trong đầu con đều trống rỗng nhưng bản năng mách bảo con rằng dường như trước đây con không thuộc về nơi này đôi khi con tự hỏi liệu ba có phải là ba của con không nữa ngoặc kép người đàn ông cười nói đứa con gái ngốc nghét của ba ba đương nhiên là ba của con rồi chỉ là con bị ảo giác sau khi bị thương thôi nhưng con cứ cảm thấy mình đã mất đi một người rất quan trọng bản năng khiến con muốn tìm lại người này nhưng mà con không thể nhớ nổi người này là ai điều này khiến con rất đau đớn hứa bích hoài trả lời con gái bác sĩ nói đây chỉ là ảo giác thần kinh sau khi con bị thương mà thôi con đánh mất ai chẳng lẽ ba của con lại không biết hay sao con như vây là do nghỉ ngơi không tốt nên mới xuất hiện loại ảo giác này đó người đàn ông trả lời hứa bích hoài gật đầu nói con biết rồi. Con gái, con phải nhớ rằng con tên là Tô Tâm Nhu, là con gái của Tô Thành Hải, công chúa của toàn bộ đế quốc kinh doanh thành phố tên này. Chuyện con không nhớ được không có gì quan trọng, quan trọng là tương lai của con, đợi con bình phục sức khỏe rồi ba sẽ đưa con đi gặp vài người. Nếu họ cũng vẫn không thể gợi lại những kỷ niệm trong quá khứ giúp con thì hãy cứ để họ trở thành hỏi ước mới của con vậy. Chúng ta phải nhìn về tương lai và bước ra khỏi ký ức của quá khứ đây có thể là một món quà từ ông trời gửi đến con người đàn ông nghiêm nghị nói với hứa bích hoài hứa bích hoài mỉm cười nhìn người đàn ông tuy rằng cô vẫn cảm thấy những ký ức trong quá khứ rất quan trọng với mình nhưng vì không nhớ được nên cô cũng không thể cưỡng cầu mãi tô thành hải nói đúng nếu đã không nhớ được quá khứ vậy thì nhìn cứ nhìn về tương lai thôi cảm ơn ba con rất may mắn khi có một người ba như ba hứa bích hoài nói không thành gia viên chăn tùy trong phòng khách tống huyền khanh đang lôi một chiếc hộp ra khỏi phòng của tôn tuệ phương tôn tuệ phương vừa đi mua đồ ăn trở về nhìn thấy cảnh này vội hỏi bà tống bà đang làm gì vậy tống huyền khanh đầu tóc rối bù cả người phờ phạc và ủ rũ kể từ lần hứa quốc hoa cãi nhau với bà đến nay đã mấy ngày rồi chưa quay lại bà vốn tưởng rằng hứa quốc hoa đã hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế của mình không có chỗ ngủ hứa quốc hoa cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn trở về nhà lúc đó thì bà sẽ có thể đem ông ta ra chút giận thế nhưng lần này dường như bà đã đánh giá thấp quyết tâm của hứa quốc hoa ông ta không hề quay trở lại kể từ ngày hôm đó điều này khiến tống huyền khanh cảm thấy mình như bị bỏ rơi chỉ là cảm giác này không kéo dài được lâu sau đó bà quay ra nghĩ thành hứa quốc hoa phản bội bà cảm thấy tất cả mọi người đều phản bội và chống lại mình hứa bích hoài cắt đứt quan hệ mẹ con với bà sau đó biến mất ở hông thành Hứa Quốc Hoa vì việc này mà tức giận rời khỏi nhà, suốt mấy ngày không quay lại, đây là điều vốn dĩ không thể xảy ra trước đây. Cuối cùng, Tống Huyền Khanh đều đấy hết mọi chuyện lên người Lâm Thanh Diệt, bà cho rằng tất cả đều là lỗi của anh. Bà mãi mãi không bao giờ nhận ra được vấn đề của mình. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm Tôn Tuệ Phương nói, con gái của tôi mất rồi, người đàn ông của tôi cũng bỏ chạy, cái nhà này thế là hết, tất cả các người đều chống đối lại tôi đừng tưởng rằng tôi dễ bị bắt nạt, cho dù các người có đi hết thì tôi vẫn sống rất tốt. Ở đây không cần chị nữa, từ hôm nay không cần chị làm việc ở nhà tôi nữa. Ngoặc kép, khi Tôn Tuệ Phương nghe những lời này, trên mặt chị lộ ra vẻ bất lực, chị nói, bà Tống, hãy nghe lời khuyên của tôi. Chuyện này quả thực bà có chỗ không đúng, làm người đừng nên quá bướng bỉnh, lúc nên nhận sai thì vẫn nên thừa nhận. Nếu bà cứ cứng đầu như vậy thì sớm muộn gì gia đình này cũng tan hoang. Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt, nói, khi nào đến lượt chị dạy tôi vậy? Tôi sai cái gì, tôi đều là vì con gái của tôi cả, cái tên ngu ngốc hứa quốc hoa kia còn dám cãi nhau với tôi vì điều này. Tôi thấy mấy người chắc đều bị tên Lâm Thanh Diện kia tẩy não hết rồi đó, nó mới là kẻ sát nhân thực sự. Tất cả chuyện này xảy ra là do nó. Thấy mình khuyên không được Tống Huyền Khanh, Tôn Tuệ Phương lắc đầu nói, cái nhà này là bị bà phá hủy, không liên quan gì đến Lâm Thanh Diện hết chị cút khỏi đây cho tôi. Chị không có tư cách nói chuyện với tôi, mau thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi nhà tôi ngay. Sau này đừng để tôi gặp lại chị nữa. Tống Huyền Khanh lập tức sừng cô, chỉ vào mũi tôn tuệ phương quát lớn. Hứa Bích Hoài biến mất, hứa Quốc Hoa bỏ đi, tôn tuệ phương cảm thấy chị cũng không cần ở đây nữa, nếu không Tống Huyền Khanh nhất định sẽ dùng chị để chút giận. Chị bước tới sách vali, xoay người đi ra ngoài, còn nói với Tống Huyền Khanh, bà tự bảo trọng nhé. Ngay khi Tôn Tuệ Phương ra ngoài, Tổng Huyền Khanh Liên nặng nề đóng cửa lại. Chị sách vali xuống lầu, đi ra ngoài tiểu khu, lúc ra đến bên ngoài rồi chị mới nhận ra mình không biết phải đi đâu cả. Vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, cuối cùng Tôn Tuệ Phương quyết định đến chỗ con gái mình xem xem, nhân tiện tính xem sau này sẽ làm gì. Có thể chị vẫn sẽ phải quay lại một chuyến, dù sao Lâm Thanh Diện cũng không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì, chị phải về giải thích cho anh rốt cuộc đã có chuyện gì vừa mới đi tới đầu một con hẻm vài người đột nhiên từ bên trong sông ra trực tiếp kéo chị vào trong hẻm tôn tuệ phương hoảng sợ không biết những người này đang làm gì trong lòng rất lo lắng mãi người làm gì vậy mau thả tôi ra nếu không tôi la lên đó tôn tuệ phương quát vào đám đàn ông la lên mày nghĩ mà la lên có ích gì không một giọng nói vang lên tôn tuệ phương quay đầu nhìn sang phát hiện người đi tới là hứa trai hiệp hứa trai hiệp cậu muốn làm gì? Cậu mau bảo bọn họ thả tôi ra. Tôn Tuệ Phương hét lên. Hứa trai hiệp khịt mũi nói, chị muốn tôi thả ra à? Được thôi, vậy chị nói cho tôi biết Lâm Thanh Diện đã đi đâu, tôi sẽ thả chị ngay, bằng không chị đừng trách tôi không khách sáo. Sau khi tiếp quản công ty Vạn Hào, hứa trai hiệp vẫn luôn tính cách trả đũa Lâm Thanh Diện. Trước khi Lạc Tâm rời đi, cô đã dặn anh ta phải tính sổ với Lâm Thanh Diện, còn về phần nhà họ Lâm thì không cần anh ta phải lo, Lạc Tâm đương nhiên biết cách ứng phó. Bọn khốn nạn các người, suốt ngày chỉ biết gây sự với người khác, ăn no rừng mỡ rồi chứ gì. Sau khi biết mục đích của hứa trai hiệp, tôn tuệ phương, người vốn luôn hiền lành, rốt cuộc không thể nhịn nổi mà học theo Tống Huyền Khanh bật ra một câu thô lỗ. chương 465, tính tôi không tốt. Trước công ty của nhà họ hứa, Lâm Thanh Diện đến đây, tay cầm một bó hoa, trên mặt nở nụ cười mong đợi sau nhiều lần tới lui, cuối cùng anh cũng quay trở lại Hồng Thành. Việc đầu tiên anh làm khi quay lại đây dĩ nhiên là đến gặp hứa Bích Hoài và tạo cho cô một bất ngờ. Niềm vui gặp lại cũng nông nàn như những cặp tân hôn, Lâm Thanh Diện hiện tại đang rất phấn khích, anh thậm chí muốn làm gì đó sau khi gặp hứa Bích Hoài. Anh bước vào công ty nhà họ hứa, liếc nhìn bó hoa trên tay, thế nhưng lúc vào đến đại sảnh, nụ cười trên môi anh chợt tắt lịm. Đại sảnh của toàn bộ công ty nhà họ hứa trống không, không ai làm việc, ngay cả bàn làm việc cũng ít đi gần một nửa, các loại tài liệu nằm rải rác trên mặt đất, cảm giác như đi vào tòa nhà hoang. Trong lòng Lâm Thanh Diện đột nhiên dâng lên nghi ngờ và lo lắng, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại không có ai trong công ty nhà họ hứa. Anh nhanh chóng bước đến thang máy, đến tầng nơi đặt văn phòng của hứa Bích Hoài cũng thấy tình hình ở đây giống như dưới tiên sảnh, mà văn phòng của hứa Bích Hoài cũng đã trống hoang hoác chẳng còn gì. Lâm Thanh Diện ném thẳng bó hoa trong tay xuống đất rồi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm số của hứa Bích Hoài. Số bạn gọi đã bị khóa, sau khi thực hiện hơn chục cuộc gọi, Lâm Thanh Diện đều chỉ nhận được cùng một câu trả lời. Anh hít sâu một hơi, trong lòng đã đoán được chắc chắn ở Hồng Thành đã xảy ra chuyện gì đó trong thời gian anh vắng mặt. Không chân trừ, anh vội vã rời khỏi công ty nhà học hứa và bắt taxi đến gia viên chăn tùy. Không chừng đây chỉ là công ty thay đổi địa điểm mà thôi, dù sao công ty nhà họ hứa cũng phát triển quá nhanh, đổi địa điểm văn phòng cũng là hợp lý, Lâm Thanh Diện tự an ủi trong lòng. Khi đến gia viên chăn tụy, Lâm Thanh Diện đi đến trước cửa, bởi vì không mang theo chìa khóa nhà khi rời đi nên anh chỉ có thể gõ cửa gọi. Không bao lâu sau, Tống Huyền Khanh mặt mày sốc sách bước ra mở cửa, thời điểm nhìn thấy Lâm Thanh Diện, cô liên nặng nề đóng cửa lại. Lâm Thanh Diện than thâm một tiếng, không biết có chuyện gì rồi, anh hét lớn qua cửa, mẹ, mẹ sao vậy hứa bích hoài đâu rồi điện thoại di động của cô ấy sao lại khóa máy vậy mày đúng là sao trổi gia đình chúng tao thành ra thế này tất cả đều là do mày gây ra nếu không có mày thì sao con gái tao lại gặp phải chuyện như thế hả mày là tội đồ hết kiếp này mày cũng không trả được nợ gia đình tao đâu tao không muốn nhìn thấy mày cút ngay đi tống huyền khanh hét ra bên ngoài rồi không có động tĩnh gì nữa lâm thanh diện gõ cửa rất lâu nhưng không hề có phản hồi anh thâm rủa thâm trong lòng xoay người đi xuống lầu gọi điện thoại cho chân tài anh rồi bắt taxi đến mãn thiên tinh nửa tiếng sau tại mãn thiên tinh lâm thanh diện ngồi trước mặt chân tài anh và lý huỳnh thái vẻ mặt có chút ảm đạm cả trần tài anh và lý huỳnh thái đều nhìn lâm thanh diện một cách thận trọng như thể họ đang nhìn một quả bom hẹn giờ lúc tôi đi vắng ở hồng thành đã xảy ra chuyện gì tại sao công ty nhà họ hứa lại chống không vậy còn vợ tôi sao không phải tôi đã bảo hai người bí mật bảo vệ cô ấy sao tại sao điện thoại di động của cô ấy lại không gọi được lâm thanh diện hỏi một lúc lâu sau chân tài anh thở dài nhích lên một chút nói lâm thanh diện đừng kích động tôi sẽ nói cho anh biết chuyện xảy ra ở hồng thành trong khoảng thời gian gần đây nhưng anh phải bình tĩnh trước cái đã giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi dù có vội vàng cũng vô dụng cậu càng nói vậy tôi càng lo lắng nói mau hứa bích hoài đã xảy ra chuyện gì lâm thanh diện có chút sốt ruột nói trần tài anh nghiến răng nói cô ấy mất tích rồi mất tích tại sao lại mất tích không phải tôi đã bảo cậu phái người theo dõi cô ấy liên tục sao bây giờ hồng thành này không phải là thiên hạ của cậu cả sao tại sao cô ấy lại biến mất được lâm thanh diện kích động nói anh bình tĩnh trước đi từ từ tôi nói anh nghe Mọi chuyện đều là do Lạc Tâm gây ra, Trần Tài anh nói. Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, hỏi: "Không phải bà ta chết rồi sao? Những chuyện này sao vẫn liên quan đến bà ta được? Chúng tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ kể anh nghe từ đầu, nghe xong anh sẽ biết điều gì đã xảy ra ở Hồng Thành trong thời gian anh vắng mặt." Trần Tài anh nói. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi gật đầu với Trần Tài anh, ra hiệu cho cậu ta bắt đầu kể từ đầu. Trần Tài Anh ngay lập tức sắp xếp suy nghĩ của mình, bắt đầu từ khi hứa Bích Hoài suýt bị một kẻ buôn người bắt cóc. Lâm Thanh Diện nghe Trần Tài Anh kể lại, lông mày nhíu chặt, anh không ngờ rằng Lạc Tâm tưởng đã chết kia thế mà lại xuất hiện ở Hông Thành, cũng không ngờ Lạc Tâm còn có thể lập nên công ty vạn hào ở đây nữa. Sau khi nghe tin hứa trai hiệp liên kết với Tống Huyền Khanh làm phá sản công ty nhà họ hứa, hứa Bích Hoài đã rất đau lòng tuyệt vọng chạy ra ngoài, sau khi xảy ra tai nạn ở ngoại ô, Lâm Thanh Diện suýt chút nữa là quay về gia viên chăn tụy, cắt ngang tay chân của Tống Huyền Khanh rồi ném bà vào núi cho sói hoang ăn. Tình hình cụ thể là như thế này, Lạc Tâm có lẽ phải nhờ sự giúp đỡ của ai đó để làm những việc này. Dựa vào tình hình trước đây của bà ta thì không thể thành lập nên công ty vạn hào được. Cách đây không lâu chúng tôi mới nhận được tin tức rằng Lạc Tâm hiện đã đi đến Kinh Đô, bà ta không cố ý che đậy tung tích của mình, như thể không sợ bị phát hiện vậy đấy. Chúng tôi đã liên lạc với nhà họ Lâm và bảo họ chú ý đến Lạc Tâm. Chuyến đi đến kinh đô này của Lạc Tâm dường như là nhằm vào nhà họ Lâm. Điều mà chúng tôi không ngờ là Lạc Tâm thực sự có vốn có thể khiến nhà họ Lâm thua lỗ. Trần Tài anh nói đoạn, trên mặt cũng lộ ra một chút nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu Lạc Tâm rốt cuộc làm thế nào mà lại có thể tranh đoạt được với nhà họ Lâm. Phản ứng đầu tiên của Lâm Thanh Diện sau khi nghe những lời của Trần Tài anh kể là nghĩ tới gia đình công tôn mà Lâm Trung Thiên đã từng kể với anh những người chuyên chống lại nhà họ lâm và cũng có thể dễ dàng tranh giành với anh mà anh biết cũng chỉ có gia đình công tôn trước khi trở về lâm trung thiên đã nói rằng gia đình công tôn đã lên kế hoạch làm điều gì đó chống lại nhà họ lâm ở kinh đô chỉ là lúc này anh không còn tâm trí nghĩ những chuyện này anh chỉ quan tâm đến tung tích của hứa bích hoài tung tích hứa bích hoài thì sao đã lâu như vậy mà không tìm ra manh mối sao lâm thanh diện nhìn chằm chảm trần tài anh hỏi trên mặt trần tài anh lộ ra vẻ áy náy lắc đầu lâm thanh diện trực tiếp bóp nát một cái cốc trên bàn cái cốc đó trong phút chốc vỡ tan dọa lý huỳnh thái run lên không phải cậu nói hứa bích hoài đã gặp trung linh nhi trước khi cô ấy biển mất sao hai người họ cùng nhau gặp chuyện hứa bích hoài mất tích vậy còn trung linh nhi tình hình của cô ấy bây giờ như thế nào lâm thanh diện hỏi lại trung linh nhi không mất tích người ta nói rằng cô ấy đã bị một chiếc xe tải đâm văng ra cách đó hơn 10 mét, sau đó cô ấy được đưa đến bệnh viện tốt nhất ở Kinh Đô sau vụ việc, giờ vẫn còn đang hôn mê. Khi đó Trung Linh Nhi bị đụng văng ra đường, còn hứa Bích Hoài chỉ ngã xuống ven đường. Chúng tôi nghĩ ngờ rằng tình huống lúc đó có lẽ là khi chiếc xe tải chạy tới thì Trung Linh Nhi đã đẩy hứa Bích Hoài né ra nên mới xảy ra như vậy, Trần Tài Anh giải thích. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Thanh Diện lập tức trở nên âm châm, tay nắm thành đấm lúc nào không hay tôi sẽ không buông tha cho tất cả những người liên quan đến chuyện này. Lâm Thanh Diện đầy sát y nói. Anh biết thủ phạm trong vụ việc này chính là lạc tâm và nghi ngờ thế lực nhà công tôn đứng đẳng sau bà ta. Đương nhiên Lâm Thanh Diện sẽ không buông tha cho bọn họ, nhưng mà trước đó anh còn phải giải quyết hết những kẻ góp tay gây ra chuyện này đã. Dĩ nhiên bao gồm cả Tống Huyền Khanh và Hứa Trai Hiệp. Điều mà Lâm Thanh Diện không mong đợi nhất là Tống Huyền Khanh giúp Hứa Trai Hiệp làm phá sản công ty nhà họ Hứa, buộc hứa Bích Hoài phải cắt đứt mối quan hệ giữa mẹ con cô. Hành vi của Tống Huyền Khanh đã đến mức ghê tởm. Lần này, Lâm Thanh Diệm sẽ không còn tỏ ra thương xót bà ta nữa, bất kể tình huống hiện tại của hứa Bích Hoài như thế nào, Tống Huyền Khanh đều phải bị trừng phạt. Ngay khi Lâm Thanh Diện đứng dậy định trở về gia viên chăn tụy để Tống Huyền Khanh cho ra lẽ thì một trận náo động đột nhiên vang lên bên ngoài mãn thiên tình. Lâm Thanh Diện quay nhìn về phía cửa ra vào câu lạc bộ, ở đó có một người mặc bộ đồ võ sẫm màu dẫn đầu một đoàn người sông bảo mãn thiên tinh. Những người đó trông có vẻ hung hãn, nhìn là biết không lương thiện gì. Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đều quay nhìn sang, cả hai người lập tức cau mày. Lâm Thanh Diện chú ý tới phản ứng của hai người, có thể cho rằng với thực lực của hai người bọn họ, không có người nào ở Hồng Thành có thể khiến bọn họ phải nhíu mày, xem ra những người xông vào lúc này không hề đơn giản. Anh đứng dậy, nhìn chân tài anh hỏi những người này là ai họ đến từ công ty vạn hào người cầm đầu tên là thạch phá thiên và có biệt danh là tu la thủ anh ta không phải đến từ hồng thành có lẽ là được lạc tâm cử đến từ kinh đô để gây rắc rối cho chúng ta người này cực kỳ mạnh ngay cả khi thực lực cầu tôi và huỳnh thái đã được cải thiện rất nhiều thì chúng tôi vẫn không phải là đối thủ của anh ta anh ta muốn thay thế tôi trở thành đai ca ngâm của hồng thành gần đây đã tìm đến gây sự nhiều lần rồi, Trần Tài Anh giải thích. Lâm Thanh Diện gật đầu, trong lòng tự diếu, tu la thủ là cái quái gì chứ? Anh đã đánh bại cả nhân vương của quan lĩnh rồi, loại người này sao có thể là đối thủ của anh được chứ? Vừa đúng lúc trong lòng anh đang hừng hực lửa giận, còn đang nghĩ tìm cơ hội để chút bỏ, nếu những người này đã chủ động dâng mình tới cửa, vậy thì anh cũng sẽ không khách sáo. Tụi mày suy nghĩ như thế nào rồi hả? cái thân phận đại ca ngâm của Hồng Thành này mày sẽ chủ động dâng lên hay là để tao tự đoạt lấy đây? Mày đã biết thực lực của tao rồi, nếu để cho ta tự đoạt như vậy sẽ không có kết cục tốt đâu, Thạch Phá Thiên nhìn chầm chầm vào Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái, và trực tiếp phất lờ lâm thanh diện, cảm thấy người này không lọt vào mắt nổi, chắc cũng chẳng phải người lợi hại gì. Tụi mày mau đầu hàng trước mặt đại ca của chúng tao đi. Đại ca chúng tao đã tước hàng chục sinh mạng với tu la thủ này đấy sự kinh hoàng của đại ca không phải thứ mà tụi mày có thể chịu đựng được đâu. Mau quỳ xuống van xin thương xót, đưa tên đại ca ngâm hồng thành ra đây, đại ca của chúng tao sẽ chưa cho con đường sống. Tên đàn em phía sau thạch phá thiên hét lên. Trần Tài Anh định bước tới, nhưng lập tức bị Lâm Thanh Diện ngăn lại. Hiện tại tâm tình tôi không tốt lắm, để mấy kẻ này làm bao cát cho tôi chút giận đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 466, kiểu chết này cũng khá ổn. Trần Tài Anh nghe thấy Lâm Thanh Diện nói thế thì cũng không nói gì với Thạch Phá Thiên, anh ta nhìn về phía Lâm Thanh Diện rồi nói, năng lực của tên Thạch Phá Thiên đúng là rất đáng gờm, tính cả tôi và Huỳnh Thái cũng không nhầm nhò gì với tên đó, nếu anh muốn đọ sức với anh ta thì phải cẩn thận đó. Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì mà không chắc ăn từ trước. Suốt lời Lâm Thanh Diện liên đi về phía Thạch Phá Thiên. Lý Huỳnh Thái nhìn thoáng qua Trần Tài Anh, miệng nói: "Hay chúng ta cũng xông lên đi, chỉ cần đánh thắng là được, không cần phải để anh diện đấu một mình như vậy." Trần Tài Anh cũng thấy có đôi chút bối rối, anh biết Lâm Thanh Diện rất mạnh, nhưng tên Thạch Phá Thiên này cũng không hề yếu kém, thậm chí hai người họ còn cảm thấy tên này mạnh hơn Lâm Thanh Diện trước kia, bởi vậy nên cứ để Lâm Thanh Diện một thân một mình đánh với Thạch Phá Thiên như vậy, trong lòng anh cứ cảm thấy hồi hộp bất an. Hai người họ không hề biết đến những điều mà Lâm Thanh Diện đã trải qua trong khoảng thời gian ở Quan Lĩnh, nếu họ có thể nhận được tin tức từ phía Quan Lĩnh thì có lẽ đã không suy nghĩ như vậy rồi. Hiện giờ Lâm Thanh Diện đã giải phóng hết tất cả những nguồn sức mạnh tiềm tàng bên trong, năm đó người bảo anh hãy che giấu sức mạnh của mình chính là thầy của anh, bản thân Lâm Thanh Diện không biết cách để thực hiện điều đó, thế nên một khi anh đã giải phóng thì sẽ không thể che giấu tiếp được nữa. Hơn nữa với trình độ hiện nay của anh thì việc che giấu cũng không còn cần thiết nữa, hiện giờ không lúc nào là anh không ở trong trạng thái đổi rào sức mạnh. Giờ đây nếu muốn đánh thẳng anh, trừ khi có năm lý phủ đồ hoặc 10 cao thủ đứng top 10 chiến thân bảng, nếu không thì muốn chiến thắng Lâm Thanh Diện lúc này là chuyện không thể nào. Trần Tài Anh băn khoăn một chốc rồi lại nói, cứ để anh ấy đánh trước đi, nếu lát nữa anh ấy không trụ nổi nữa thì hai chúng ta cùng xông lên, mà đúng ra Lâm Thanh Diện sẽ không làm gì bông bột đâu, có thể là do chuyện của hứa bích hoài nên anh ấy có hơi mất bình tĩnh, để anh ấy chút giận một chút cũng là một chuyện cần thiết. Lý Huỳnh Thái cũng gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Thạch Phá Thiên nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi về phía mình thì liên bĩu môi rồi nói, nhóc con, bộ nhóc muốn chạy trốn ngay dưới mắt anh sao? Nhóc ngây thơ quá rồi đấy. Tôi tới đây để dạy cho anh một trận, Lâm Thanh Diện đứng trước mặt Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên nghe thế thì bèn cười khẩy một tiếng, rõ ràng tên đó đang rất khinh thường Lâm Thanh Diện. đám đàn em sau lưng anh ta cũng ra vẻ khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện. ai nấy để cảm thấy Lâm Thanh Diện đang kể chuyện cười. như mày mà cũng đòi dạy cho bọn tao bài học à? dù ba tuổi bây có sông tới cùng một lúc thì cũng chưa chắc đã làm gì được đại ca của bọn tao. mau chóng ngoan ngoãn để đại ca xử lý tụi mày đi. đừng đứng đây lãng phí thời gian nữa. một mình tôi là đủ rồi. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua bọn họ một lượt rồi lạnh lùng nói chém gió giỏi thật đấy, mày tưởng chỉ mình mày mà làm gì được đại ca bọn tao à? Mày chưa bao giờ nghe tới biệt danh thu la thủ đúng không? Tên kia từ lỗ nào chui lên vậy, giỏi ra vẻ thật đấy, mà tôi nhìn bộ dạng tên đó trông chẳng có vẻ gì là mạnh cả, chắc chỉ cần mỗi tôi là đủ đánh tên đó như người rồi. Cái dòng thích vờ vịt này tôi thấy nhiều rồi, để lát nữa trông thấy sức mạnh của đại ca thì tự khắc sẽ ngậm mồm thôi. Thạch phá thiên nhìn thoáng qua lâm thanh diện với vẻ xét nét, sau đó ông ta cũng bước lên một bước, miệng vừa cười vừa nói, nhóc con, anh đây cũng rất nể cái gan của chú em, nhưng nếu chỉ có gan mà không có sức thì người ta gọi là đồ ngu đó. Cái danh tu la thủ của anh đây không phải tự dưng mà có, anh thích nhất là được trông thấy đổi thủ chết dân chết mòn dưới sự tra tấn của mình, còn nhớ cái tên lần trước tới trước mặt anh ồn ào, cuối cùng bị anh bẻ hết cổ tay cổ chân nằm trên mặt đất, chờ mắt nhìn anh đây đạp nát từng khúc xương của mình, sau cùng tên đó chết không phải vì bị anh đánh, mà là bị anh hành hạ sợ tới chết, chú em thấy kiểu chết này như thế nào? Lâm Thanh Diện híp mắt nhìn Thạch Phá Thiên rồi nói, kiểu chết này cũng khá ổn. Thạch Phá Thiên nghe Lâm Thanh Diện trả lời như vậy thì ngây người ra một chốc, sau đó liên hỏi lại ngay, sao rồi, không lẽ mày cũng muốn bị tra tấn rồi chết như vậy sao? Những tên đứng sau Thạch Phá Thiên nghe thế thì liên cười phá lên, một tên trong đó lên tiếng, tao cười tao chết, có phải thằng này muốn tới đây tự tử không? dám nói với đại ca chúng ta là chết kiểu này khá ổn, chẳng lẽ sợ đại ca đến nỗi phát khùng luôn rồi. Ý của tôi là, ông sẽ được nếm trải cái chết như vậy. Lâm Thanh Diện nói với Thạch Phá Thiên Câu này xong thì cũng lắm lời thêm nữa, anh bước một bước dài về phía trước rồi đánh thẳng vào phần ngực của Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên thấy thế thì liên hừ một tiếng, sau đó cũng mau chóng ra chiêu, định sẽ cản đòn này của Lâm Thanh Diện lại trước rồi lại tóm lấy anh, đè trên mặt đất dậy cho anh một bài học nhớ đời ông ta đưa tay cả năm đấm của Lâm Thanh Diệt, trong đầu đã vạch ra trước những chiêu thức tiếp theo, nhưng ngay khi ông ta chạm vào nắm đấm của Lâm Thanh Diệt thì chợt có một lực vô cùng lớn xuyên qua bàn tay ông ta, cứ thế đập thẳng vào ngực ông, xương bàn tay phút chốc vỡ nát, cả người ông cũng văng về phía sau hệt như một con diêu bị đứt dây vậy. Thạch phá thiên ngã lăn ra đất, miệng hộc ra một ngụm máu, trông ông ta có vẻ đau đớn vô cùng, bàn tay mà lúc nãy ông ta dùng để tiếp đòn đã trở nên tàn phế. Đám đàn em vốn đang cười nhạo Lâm Thanh Diện thấy thế thì đều kinh ngạc sướng sờ, bọn họ nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ khó tin, không ít người còn sợ hãi lùi về sau, hệt như vừa trông thấy ác quỷ từ địa ngục vậy. Cái danh tu la thủ của anh đây không phải tự dưng mà có, anh thích nhất là được trông thấy đổi thủ chết dân chết mòn dưới sự tra tấn của mình, còn nhớ cái tên lần trước tới trước mặt anh ồn ào, cuối cùng bị anh bẻ hết cổ tay cổ chân nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn anh đây đạp nát từng khúc xương của mình, sau cùng tên đó chết không phải vì bị anh đánh, mà là bị anh hành hạ sợ tới chết, chú em thấy kiểu chết này như thế nào? Lâm Thanh Diện híp mắt nhìn Thạch Phá Thiên rồi nói, kiểu chết này cũng khá ổn. Thạch Phá Thiên nghe Lâm Thanh Diện trả lời như vậy thì ngây người ra một chốc, sau đó liên hỏi lại ngay, sao rồi, không lẽ mày cũng muốn bị tra tấn rồi chết như vậy sao? Những tên đứng sau Thạch Phá Thiên nghe thế thì liên cười phá lên, một tên trong đó lên tiếng, tao cười tao chết, có phải thằng này muốn tới đây tự tử không? Dám nói với đại ca chúng ta là chết kiểu này khá ổn, chẳng lẽ sợ đại ca đến nỗi phát khùng luôn rồi. Ý của tôi là, ông sẽ được nếm trải cái chết như vậy. Lâm Thanh Diện nói với Thạch Phá Thiên câu này xong thì cũng lắm lời thêm nữa, anh bước một bước dài về phía trước rồi đánh thẳng vào phần ngực của Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên thấy thế thì liên hừ một tiếng, sau đó cũng mau chóng ra chiêu định sẽ cản đòn này của Lâm Thanh Diện lại trước rồi lại tóm lấy anh, đè trên mặt đất dạy cho anh một bài học nhớ đời. Ông ta đưa tay cả năm đấm của Lâm Thanh Diện, trong đầu đã vạch ra trước những chiêu thức tiếp theo, nhưng ngay khi ông ta chạm vào nắm đấm của Lâm Thanh Diện thì chợt có một lực vô cùng lớn xuyên qua bàn tay ông ta, cứ thế đập thẳng vào ngực ông, xương bàn tay phút chốc vỡ nát, cả người ông cũng văng về phía sau hệt như một con diều bị đứt dây vậy. Thạch phá thiên ngã lăn ra đất, miệng hộc ra một ngụm máu, trông ông ta có vẻ đau đớn vô cùng, bàn tay mà lúc nãy ông ta dùng để tiếp đòn đã trở nên tàn phế. Đám đàn em vốn đang cười nhạo Lâm Thanh Diện thấy thế thì đều kinh ngạc sướng sờ, bọn họ nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ khó tin, không ít người còn sợ hãi lùi về sau, hệt như vừa trông thấy ác quỷ từ địa ngục vậy. Tên, anh ta sao lại mạnh thể chứ? Đại ca, bị hạ sau một chiêu sao? Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái cũng đang hết sức kinh ngạc vừa nãy hai người họ đã tính sẽ xông lên giúp lâm thanh diện rồi đối với bọn họ thì sức mạnh của tên thạch phá thiên này quá sức khủng khiếp lâm thanh diện sẽ không thể chống chọi lại được nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của họ tên đó dù sao cũng là một cao thủ hai người họ cũng hợp tác cũng chỉ có thể tạm ngang tay ấy vậy mà lâm thanh diện đã hạ đo ván ông ta chỉ sau một chiêu thật là kinh khiếp mà trời má anh diện chơi đồ dôi hả sao lại lợi hại vậy chứ Tôi nhớ hồi đó anh ấy đâu được như thế này, nếu không thì chắc tôi đã bị đánh chết từ đời nào rồi. Lý Huỳnh Thái lẩm bẩm trong miệng. Đợt này anh ấy đi lâu như vậy, xem ra cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được. Thật không ngờ sức mạnh của anh lại trở nên khủng khiếp như vậy. Trên thế giới lúc này người có thể chiến thắng anh chắc không có mấy, chân tài anh cũng ngạc nhiên nói. Mà hai người họ không hề biết rằng Lâm Thanh Diện đã đạt được sức mạnh này từ lâu, chẳng qua là đó giờ anh vẫn chưa từng dùng hết sức mà thôi. Lâm Thanh Diện bước về phía Thạch Phá Thiên, đám đàn em của ông ta ai nấy đều sợ hãi đứng co do, ngó nghiêng ngó dọc một hồi không biết phải làm gì tiếp theo. Mẹ tụi mày, còn đứng ngây đơ ra gió làm gì, xông lên cho tao. Thạch Phá Thiên đang ngã lăn trên đất hét lớn với đám đàn em của mình. Đám người đó hít một hơi thật sâu, có vài tên xông về phía Lâm Thanh Diện, còn vài tên lại lựa chọn bỏ chạy. Lâm Thanh Diện vung tay đánh văng một tên đàn em của Thạch Phá Thiên. Đám người này vốn chẳng đủ anh nhét kẻ răng, chẳng mấy chốc sau bọn chúng đã té lăn cả ra đất. Những người còn lại trông thấy Lâm Thanh Diện mạnh như vậy thì sợ tới mức không dám hó hé gì, chỉ trước mắt đã vội vàng chạy khỏi Mãn Thiên Tinh. Không một ai thèm quan tâm đến việc Thạch Phá Thiên rồi sẽ ra sao. Lâm Thanh Diện bước đến trước mặt Thạch Phá Thiên rồi cúi đầu nhìn thoáng qua ông ta. Thạch Phá Thiên hoảng sợ nhìn anh cứ như thể vừa trông thấy Tu La bước ra từ cổng địa ngục vậy, còn cái danh hiệu Diêm Vương trước kia của ông ta thật chẳng khác gì một trò hề. Cậu tha cho tôi đi, tôi đảm bảo sẽ rời khỏi Hồng Thành ngay lập tức, sau này sẽ không bao giờ đến chỗ cậu gây sự nữa đâu, Thạch Phá Thiên rẻ giặt nói. Ông không thấy bây giờ nói những lời này đã muộn rồi sao? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm ông Tê với vẻ mặt lạnh tanh, lúc nãy ông nói kiểu chết này khá ổn, chính ông đã thừa nhận mà, cũng đã có vài chục người chết thảm trong tay ông như vậy vậy giờ tôi giết ông xem như thay trời hành đạo vậy không đừng mà tha cho tôi đi chỉ cần cậu đừng giết tôi tôi bằng lòng làm đàn em của cậu lên núi đao xuống biển lửa gì cũng không chối từ thạch phá thiên vội nói xin lỗi nha tôi không cân một con chó như ông lâm thanh diện trả lời sau đó anh cúi người xuống rồi đưa tay túm lấy bàn tay vẫn còn lành lặn của ông ta khẽ vặn một phát cổ tay bên kia cũng đã bị gãy lìa Thạch Phá Thiên hét lên thảm thiết, vẻ tuyệt vọng bao trùm trên khuôn mặt, ông ta vốn tưởng hôm nay tới đây sẽ có thể giành được cái danh ông vua ngầm của Hồng Thành, vậy mà chính ông ta lại bị cái tên ất ơ này hạ gục chỉ sau một chiêu. Bây giờ người nọ lại muốn dùng cái kiểu chết mà chính ông ta đã nói trước đó để giày võ ông, Thạch Phá Thiên cảm thấy vô cùng hối hận vì đã dám ba hoa trước mặt Lâm Thanh Diện. Nhưng trên đời nào có thuốc hối hận, Thạch Phá Thiên đã chọc đến Lâm Thanh Diện khi anh đang tức giận trong tình trạng như vậy thì chắc chắn anh không thể nào chừa cho ông ta đường sống được, mà nếu tên thạch phá thiên này có dính dáng gì đến lạc tâm thì Lâm Thanh Diện sẽ không đời nào chịu buông tha. Sau đó Lâm Thanh Diện cũng theo y như lời kể lúc nãy mà bẻ gãy hai chân thạch phá thiên, khiến ông ta hoàn toàn trở nên tàn phế, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ anh xử. Lâm Thanh Diện nhấc chân dẫm lên cánh tay của thạch phá thiên, anh chỉ hơi dùng sức thì xương ở đó liền đứt lìa ra hai tay hai chân ông tống cộng có tám khúc xương, tôi không biến thái như ông nên hôm nay chỉ đạp gãy tám khúc xương thôi, nếu ông vẫn còn sống thì coi như chưa tới số, còn nếu sống không nổi thì cũng đáng đời. Vừa nói xong thì Lâm Thanh Diện liên rứt khoát dâm lên cánh tay còn lại của Thạch Phá Thiên. Lâm Thanh Diện còn chưa kịp đạp gãy hết tám khúc xương thì ông ta cũng đã tắt thở rồi, Thạch Phá Thiên đã chết trong sự đau đớn tột cùng, khuôn mặt vặn vẹo trông đáng sợ vô cùng. Sau khi đã giải quyết xong Thạch Phá Thiên, Lâm Thanh Diện xoay người đi đến trước mặt Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái rồi nói kêu người xử lý đống này đi. Trần Tài Anh gật đầu rồi vội vàng kêu người tới, Lý Huỳnh Thái nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện rồi nói, anh Diện, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Lâm Thanh Diện khẽ hít mắt lại, miệng nói, tới gia viên chăn Tủy tìm Tống Huyền Khanh, chương 467, Tống Huyền Khanh bị đánh tơi bời. Gia viên chăn Tủy, Tống Huyền Khanh ngồi trên sofa, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy Lâm Thanh Diện xuất hiện trước cửa nhà, trong lòng liền cảm thấy phẫn nộ. đợi đến khi Lâm Thanh Diện đi rồi, bà ngồi trên ghế sofa xúc lại tinh thần, đột nhiên lại thấy có chút sợ hãi. mặc dù bà rất ghét Lâm Thanh Diện, luôn luôn coi thường anh, nhưng có một vấn đề bà không thể lờ đi, đó là Lâm Thanh Diện bây giờ đã trở thành nhân vật quan trọng ở Hồng Thành, hơn nữa còn có quan hệ khá thân thiết với nhà họ Lâm, người bình thường như bà không thể so đo được ngay cả khách sạn quốc tế thiên thành dưới tên bà cũng là do anh chuyển lại hiện tại công ty nhà họ hứa đã phá sản hứa bích hoài thì mất tích bà là người đổ thêm dầu vào lửa nếu lâm thanh diện quay về mà biết được chuyện này sợ rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà vì vậy nên bây giờ bà ăn không ngon ngủ không yên nghĩ ngợi xem nếu lâm thanh diện đến tìm bà thì phải làm thế nào cái thứ chết dẫm này sao không chết ở ngoài kia luôn đi còn quay lại làm gì không biết mình đã đủ phiền phức rồi còn về tạo thêm rắc rối cho mình, Tống Huyền Khanh tự lấm bẩm một mình. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, làm Tống Huyền Khanh giật bản mình. Bà vội vã đứng dậy, đi ra ngoài cửa, bà nhìn qua mắt mèo, phát hiện người đang đứng ngoài cửa chính là Lâm Thanh Diệt, còn có cả chân Tài Anh và Lý Huỳnh Thái, trong lòng liên trở nên hôi hộp nôn nao. Nhìn bộ dạng của Lâm Thanh Diệt, chắc hẳn là anh đã biết chuyện của hứa Bích Hoài rồi, nhìn qua là biết lần này anh quay về là để tìm bà giải quyết tống huyền khanh vô cùng căng thẳng không biết phải làm thế nào bà nghĩ hay là giả vờ như không có ai ở nhà đợi lâm thanh diện bỏ đi sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây tôi biết bà đang ở trong mở cửa ra không tôi sẽ trực tiếp ra tay đấy giọng nói của lâm thanh diện vang lên tống huyền khanh trợn tròn mắt không ngờ lâm thanh diện lại biết bà đang đứng sau cửa tóc gáy lập tức dựng hết cả lên tên này quả nhiên là ma quỷ Chắc chắn là cậu ta đến từ địa ngục. Thảo nào cậu ta luôn mang tai họa đến cho gia đình mình. Không chừng tên này chỉ đang phô trương thanh thế thôi. Vừa nãy mình không hề tạo ra âm thanh gì lớn, làm sao nó biết mình đang ở trong được? Mà biết thì đã làm sao? Mình không mở cửa, chả nhẽ nó lại phá cửa xông vào à? Cửa nhà tôi chắc chắn thế này. Tôi thách cậu vào được đấy. Tống Huyền khanh thầm cầu nhau trong lòng. Tôi cho bà ba giây. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi. Lâm Thanh Diện lại nói thêm một câu. Tống Huyền Khanh cười giễu cợt một tiếng, thầm nghĩ có cho tôi 30 phút tôi cũng không thể mở cửa cho cậu được, tôi nghĩ não cậu bị uống nước thật rồi đấy, nếu cậu đã biết được chân tướng sự việc rồi thì đừng có truy cứu làm gì nữa, mau cút khỏi cửa nhà tôi đi. Lâm Thanh Diện thầm nhẩm đếm 3 giây, không thấy Tống Huyền Khanh mở cửa, anh không không định lãng phí thời gian thêm nữa, anh lùi lại phía sau hai bước, sau đó giơ chân đạp mạnh lên cửa. Dầm, cửa nhà bị đá bật tung ra, Tống Huyền Khanh đang đứng nhìn qua mắt mèo cũng bị cửa đập vào xô ngã xuống dưới đất, đau đớn kêu lên thảm thiết. "Ôi trời ơi mặt của tôi, cậu muốn đẩy chết tôi luôn đúng không? Cái thứ đáng lên núi đao xuống biển lửa này, cửa nhà tôi bị cậu đạp hỏng rồi đấy, chỗ này không hoan nghênh cậu, cậu mau cút ra ngoài cho tôi." Tống Huyền Khanh ôm mặt, đau đớn gào khóc. Lâm Thanh diện dẫn theo Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đi vào, khuôn mặt vô cảm nhìn Tống Huyền Khanh đang ngồi dưới mặt đất, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng tại sao bà lại giúp hứa trai hiệp làm cho công ty nhà họ hứa phá sản chẳng nhẽ bà không biết công ty nhà họ hứa là tâm huyết của bích hoài sao nếu không phải vì việc bà làm bích hoài sao có thể bỏ nhà đi mà cũng sẽ không xảy ra những chuyện phía sau nữa bà có biết bà đã phạm phải lỗi lớn thế nào không trong giọng nói của lâm thanh diện lúc này không hề có chút cảm xúc nào tống huyền khanh nghe vậy hai mắt bà ta lập tức đỏ ngầu bà ta nói trong tức giận lỗi của tôi sao Cậu đừng có ở đây nói vớ vẩn với tôi nữa, toàn bộ chuyện này là lỗi của đồ vô liêm sỉ nhà cậu, công ty nhà họ hứa đúng là tâm huyết của Bích Hoài, nhưng đều là làm thuê cho cậu, cậu lợi dụng Bích Hoài của tôi để con bé kiếm tiền cho cậu, tôi làm thế cũng chỉ vì muốn cho con bé thoát khỏi sự khống chế của cậu mà thôi. Bích Hoài mất tích đều là lỗi của cậu, nếu không phải do tai họa mà cậu mang lại cho gia đình chúng tôi thì làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ, tôi còn chưa tính sổ với cậu mà cậu lại dám ở đây giáo huấn tôi à? cậu có tư cách sao? Ánh mắt của Lâm Thanh Diện lập tức lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, anh lạnh lùng đáp lại, thế bà đã nghĩ qua chưa, nếu không có mấy việc bà làm, nếu bà không có thành kiến với tôi thì sẽ không xảy ra tất cả những chuyện ấy, bây giờ bà còn cho rằng mọi chuyện là do lỗi của tôi ư. Tống Huyền Khanh nghĩ ngợi, phát hiện ra nếu không có sự can thiệp của bà ta, thì dường như mọi chuyện thực sự sẽ không trở nên tồi tệ đến vậy, điều này khiến bà ta bắt đầu thấy trột dạ. Cậu, cậu đừng tưởng cậu đứng đây nói vài câu thì có thể chối bỏ mọi trách nhiệm, cho dù tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm, thì nguyên nhân chủ yếu của chuyện này vẫn là cậu, cậu tưởng cậu có thể trốn tránh được sao? Thế bà nói xem, trong chuyện này tôi phải chịu trách nhiệm gì? Lâm Thanh Diện lên tiếng. Tống Huyền Khanh nhất thời Á Khẩu, không biết phải nói gì. Bích Hoài là con gái của bà, bà lại tìm mọi cách gây khó dễ cho cô ấy, năm lần bảy lượt đấy cô ấy vào tình hình tiến thoái lưỡng nan, thậm chí bà còn hủy hoại tâm huyết của cô ấy, liên thủ với người khác để hãm hãi cô ấy, bà như vậy xứng đáng làm một người mẹ sao? Lâm Thanh Diện đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Tống Huyền Khanh, trong mắt tràn ngập ý chất vấn. Tống Huyền Khanh cảm giác như mình đang bị nhìn thấu tận tâm can, trong giây lát bà không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Diện. Một lúc sau, bà cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng mình, dáng vẻ đầy mặc cảm tự ti, bà trừng mắt hét lên với Lâm Thanh Diện, sao tôi lại không xứng, con gái tôi bị cậu tẩy não rồi, cả hứa quốc hoa và tôn tuệ phương nữa, tất cả bọn họ đều đã bị cậu tẩy não, cậu mới là kẻ đầu sỏ, cậu đừng hòng chối bỏ trách nhiệm. Lâm Thanh Diện giơ tay tát một phát trời giáng lên mặt Tống Huyền Khanh, không chút lưu tình. Trách nhiệm của tôi, tôi nhận, nhưng bà có nhận không? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Tống Huyền Khanh hỏi. Trước giờ anh chưa từng nghĩ anh có thể đùn đấy trách nhiệm khi hứa Bích Hoài xảy ra chuyện, anh cho rằng hứa Bích Hoài gặp phải tất cả những chuyện này đều là do anh đã không bảo vệ tốt cho cô, lạc tâm ra tay với cô cũng là do Lâm Thanh Diện. Thế nên trong lòng Lâm Thanh Diện luôn cảm thấy tội lỗi, tự trách mình, anh hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, mà anh cũng không có ý định trốn tránh. Nhưng Tống Huyền Khanh là kẻ đứng sau chuyện này lại luôn không chịu thừa nhẫn lỗi lầm của mình, còn đẩy hết tất cả lên đầu Lâm Thanh Diện, nói Lâm Thanh Diện là sao trổi, biến anh thành cái cớ cuối cùng của Tống Huyền Khanh lâm thanh diện không thể khoan dung được nữa nhận cái gì mà nhận đây đều là lỗi của cậu tôi có cái gì mà nhận tông huyền khanh vẫn không biết đường hối cải lâm thanh diện lại dáng thêm một cái tát lên mặt tống huyền khanh cậu còn dám đánh tôi loạn hết cả rồi chuyện này mà để người khác biết được chắc chắn cậu sẽ bị trời chu đất diệt tống huyền khanh ngoa ngoắt quát lên bị người khác biết thì sao bà sai thì phải chịu phạt lâm thanh diện nắm cổ áo tống huyền khanh lôi bà ta từ dưới đất dậy tát liên tiếp lên mặt bà ta tống huyền khanh không ngừng phản kháng hai tay đưa về phía lâm thanh diện cao loạt nhưng lâm thanh diện không thèm để ý anh vẫn không ngừng đánh tống huyền khanh chút ra toàn bộ cơn tức giận trong lòng mình không lâu sau tống huyền khanh bị đánh đến mức thân trí không còn tỉnh táo hai tay bà buông thõng xuống khóe miệng không ngừng chảy máu toàn thân có vẻ ủ rũ không còn tinh thần nếu còn tiếp tục sợ rằng lâm thanh diện có thể đánh chết tống huyền khanh mất trần tài anh đứng sau thấy vậy liên bước lên một bước anh nói được rồi đấy cứ tiếp tục đánh nữa sợ là bà ta sẽ tắt thở mất bà ta phạm phải lỗi như vậy mà chết vẫn không chịu nhận cho dù giết bà ta đi thì đã sao lâm thanh diện đã chìm trong lửa giận nếu không phải vì tống huyền khanh là mẹ của hứa bích hoài thì sợ rằng bây giờ bà ta đã trở thành cái xác không hồn rồi anh vừa thốt ra câu nói đó toàn thân tống huyền khanh run lên lấy bảy Lâm Thanh Diện lại cho bà ta thêm vài cái bà tai nữa rồi mới ném bà ta xuống đất. Trần Tài Anh lắc đầu, đây coi như là chuyện gia đình của Lâm Thanh Diện, anh không can thiệp vào được, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Thanh Miện nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Khanh đang thoi thóp, giọng lạnh lùng hỏi, bà biết sai chưa? Tống Huyền Khanh mang vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Thanh Diện, bà biết, nếu bây giờ mình còn cứng đầu tiên nữa, chắc là Lâm Thanh Diệu sẽ thực sự giết chết bà. Nhưng bà ta vẫn không cam tâm, bà ta vẫn cho rằng bản thân mình không sai tất cả mọi chuyện đều là do lâm thanh diện hơn nữa bà ta thấy mình là mẹ là hứa bích hoài cho dù có thế nào đi nữa lâm thanh diệu cũng không thể giết bà thật suy nghĩ này chợt lóe lên trong tâm trí bà tống nguyên khanh liếc lâm thanh diện một cái mơ hồ trả lời đều đều là lỗi của cậu nắm đấm của lâm thanh diện lập tức nắm chặt lại anh định xông lên ra tay với tống huyền khanh ngay lúc này trần tài anh vội vã ngăn lâm thanh diện lại anh lên tiếng, vừa có tin báo, hứa cha hiệp đã bắt được bảo mẫu nhà cậu rồi, bây giờ đang ở công ty vạn hào, không biết cậu muốn làm sao, chương 468, gọi hứa cha hiệp ra đây gặp tôi. Lâm Thanh Diện nheo mắt, sát khí từ người anh bốc lên ngùn ngụt. Anh không ngờ hứa cha hiệp lại hung hăng càn quấy như vậy, không những hại công ty nhà họ hứa phá sản, hứa bích hoài mất tích, bây giờ còn dám bắt cả tôn tuệ phương. Lâm Thanh Diện thấy từng việc mà hắn làm đều là đang tìm đến chỗ chết liên hệ hướng vấn thiên bảo ông ta lát nữa cùng chúng ta đến công ty vạn hào để tôi xem xem hứa trai hiệp bây giờ lợi hại đến mức nào mà lại dám cản quấy như thể lâm thanh diện mở miệng nói chân tài anh lập tức gật đầu rút điện thoại gọi cho hướng vấn thiên lâm thanh diện cúi đầu nhìn xuống tống nguyên khanh hiện đã thoi thóp nằm trên mặt đấy anh lạnh lùng nói với bà ta hôm nay tôi tạm thời chưa giết bà nhưng không có nghĩa là cái mạng của bà còn nằm trong tay bà đâu nếu bà còn không chịu nhận lỗi đợi đến lúc tôi tìm được bích hoài tôi sẽ bắt bà phải trả giá đắt nói xong lâm thanh diện liên quay người đi ra ngoài không để ý đến tống huyền khanh nữa tống huyền khanh nghe thấy câu nói của lâm thanh diện xong thì toàn thân run lẩy bẩy bà không hoài nghi lời nói của lâm thanh diện một chút nào nỗi sợ bản năng khiến bà không ngừng run giấy không còn dám mở miệng phản bác lâm thanh diện thêm một câu nào nữa đợi đến khi ba người lâm thanh diện đã đi hết Tống Huyền Khanh mới uể oải thả cơ thể sụi lơ nằm trên mặt đất, thở một hơi dài thườn thượt. Công ty Vạn Hào. Trong phòng nghỉ ngơi, Hứa Tra hiệp và mấy tên vệ sĩ cười lạnh nhìn chằm chằm vào Tôn Tuệ Phương đang ngã gục trong góc tường. Tôn Tuệ Phương lúc này có chút hoảng loạn, trên khuôn mặt có vết bầm tím, sau khi Hứa Tra hiệp đưa bà về đây thì không khách khí với bà một chút nào, cũng không hề tôn trọng bà như một người phụ nữ ngang tuổi mẹ hắn ta. "Tôi khuyên bà hãy mau nói hướng đi của Lâm Thanh diện cho tôi." bà cũng chỉ là bảo mẫu trong nhà hắn mà thôi, không cần thiết phải nghĩ cho hắn như thế, chắc hẳn bà cũng đã biết thủ đoạn của tôi rồi, không lâu nữa, tên phế vật Lâm Thanh Diện sẽ chết trong tay tôi, bà giúp hắn như thế cũng chỉ phí công vô ích thôi, Hứa Tra Hiệp nhìn thẳng vào Tôn Tuệ Phương mà nói. Tôn Tuệ Phương chừng mắt với Hứa Tra Hiệp, trong ánh mắt bà chỉ toàn là sự phẫn nộ và uất hận, bà lạnh lùng trả lời, tôi không biết Lâm Thanh Diện đi đâu, mà cho dù có biết thì tôi cũng tuyệt đối không nói ra. Lâm Thanh Diện giỏi giang hơn cậu nhiều, chuyện của cậu tôi cũng đã nghe qua rồi, so với Lâm Thanh Diện thì cậu mới giống thứ phế vật. Sắc mặt hứa trai hiệp lập tức tối xâm lại, bây giờ thứ mà hắn không muốn nghe nhất chính là có người nói hắn không bằng Lâm Thanh Diện. Điều này đã trở thành điều cấm kỵ trong lòng hẳn, nhất là sau khi hắn tiếp quản công ty vạn hào. Lạc Tâm đã từng nói với hắn, bảo hắn đừng để ý đến nhà họ Lâm ở Kinh Đô, có thể từ bỏ ý định đối đầu với Lâm Thanh Diện nhưng bây giờ hắn đã có công ty vạn hào, nên ở Hồng Thành, hứa cha hiệp không có gì phải sợ Lâm Thanh Diện. Hiện giờ Tôn Tuệ Phương lại nói hắn so với Lâm Thanh Diện mới giống phế vật, trong lòng đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn đi đến trước mặt Tôn Tuệ Phương, dáng cho bà một cái bạt tai. Tôn Tuệ Phương ôm mặt, tức giận nói cho dù cậu có đánh tôi thì trong mắt tôi cậu vẫn không thể so được với Lâm Thanh Diện, cậu ngoài việc động thủ đánh người để uy hiếp người khác thì còn điểm nào có thể so sánh với Lâm Thanh Diện chứ? hứa trai hiệp nảm chặt nắm đấm, gào lên chửi mắng, mẹ nó nữa, cái đồ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ông đây cái gì cũng hơn lâm thanh diệt, chẳng qua hắn chỉ may mắn hơn một chút thôi, nếu không thì hắn sớm đã không sống nổi ở hồng thành này rồi. Nói xong, hứa trai hiệp định động chân động tay với tôn tuệ phương, đúng lúc đó, có người đẩy cửa bước vào nói, đại ca, tên lâm thanh diệt mà anh muốn tìm đang dẫn người đến công ty chúng tôi, nhìn có vẻ muốn gây sự. Hứa trai hiệp nghe người kia nói thế thì sững sờ, lập tức bỏ ý định động thủ với tôn tuệ phương, sau đó trên mặt xuất hiện một nụ cười nhạt. Không ngờ thằng ngu này lại chủ động dâng xác đến đây, ha ha, hắn đã muốn tìm đường chết thì tôi cũng không thể khách khí được, hứa trai hiệp quay đầu nhìn về hướng tôn tuệ phương nói, rồi bà sẽ biết suốt cuộc ai mới là phế vật ngay thôi, bà cứ đợi mà xem lâm thanh diện quỳ xuống trước mặt tôi xin tha đi. Nói xong, hắn quay người hướng ra ngoài, nói với mấy tên vệ sĩ, dẫn bà ta theo, để bà ta xem bộ dạng thảm hại của Lâm Thanh Diện khi ở trước mặt tôi, xem bà ta còn dám nói mấy lời như thế nữa không. Tại sảnh lớn của công ty Vạn Hào, Lâm Thanh Diện cùng chân Tài Anh và Lý Huỳnh Thái bước vào. Tất cả mọi người ở sảnh lớn đều nhìn về phía họ, trong đó có không ít người trước kia đã từng làm trong công ty nhà họ hứa. Trong thời gian này hứa cha Hiệp luôn liên tục đi tìm Lâm Thanh Diện để dạy dỗ anh một trận, Mọi người trong công ty đều biết chuyện này, mới đầu công ty này được thành lập để đối đầu với Lâm Thanh Diệt, sau một thời gian dài dưới sự cảm hóa của văn hóa công ty, tất cả mọi người trong công ty đều có lòng căm thù trong nhỏ đối với Lâm Thanh Diệt. Trước kia những người từ công ty nhà họ Hứa sang công ty Vạn Hào làm việc lúc đầu còn có ý chống đối, nhưng sau khi hiếu rõ được thực lực của công ty Vạn Hào, bọn họ cũng đã chấp nhận những điều kiện mà công ty đưa ra bọn họ thấy công ty nhà họ hứa không thể nào so sánh với công ty vạn hào, cho dù là Lâm Thanh Diện sợ là cũng không thể là đối thủ của công ty này. Kia không phải là Lâm Thanh Diện sao, không phải thời gian này chủ tịch luôn tìm kiếm hắn ta à, không ngờ bây giờ hẳn lại tự tìm đến đây. Nghe nói chủ tịch muôn dậy dô hẳn một trận đấy, bây giờ tên Lâm Thanh Diện này lại chủ động tìm đến, không phải là tự tìm rắc rối cho mình sao. Nghe nói chủ tịch của chúng ta không hề sợ thế lực nhà họ Lâm đứng sau Lâm Thanh Diện, lại nghe nói phía sau công ty Vạn Hào có thể lực lớn mạnh chống lưng hỗ trợ, cho dù là nhà họ Lâm cũng không thể so sánh với thế lực ấy, lần này Lâm Thanh Diện có lợi hại đến mấy cũng không đấu lại được chủ tịch của chúng ta đâu. Vậy sao? Thể xem ra chúng ta đến công ty Vạn Hào là quyết định đúng đắn rồi, đãi ngộ ở đây tốt hơn công ty nhà họ hứa nhiều, tôi vui là công ty nhà họ hứa đã phá sản rồi đấy. Ba người Lâm Thanh Diện bước đến giữa sảnh lớn thì dừng lại, Lâm Thanh Diện quét mắt một lượt, nói to, gọi hứa cha hiệp ra đây gặp tôi. Giọng nói của Lâm Thanh Diện vô cùng uy lực, có độ xuyên thấu cực mạnh, trong chớp mắt đã dội đến bên tai của tất cả mọi người. Ha ha, không ngờ anh lại đến công ty tôi, lại còn dám hung hăng như thế nữa, anh đúng là không coi trọng hứa cha hiệp tôi gì cả, thật đáng tiếc, hứa cha hiệp tôi không còn như ngày xưa nữa rồi, cho dù anh có là Lâm Thanh Diện, tôi cũng sẽ không sợ đâu. Giọng nói của hứa trai hiệp cũng vang lên, có thể nghe ra được là hắn đang cố ý tăng âm lượng lên, nhưng vẫn thua kém giọng của Lâm Thanh Diện quá nhiều. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn hứa trai hiệp, trầm giọng nói, giao tôn tuệ phương ra đây. Thì ra là đến cứu bảo mẫu nhà anh sao, Lâm Thanh Diện, không ngờ anh lại vì một bà bảo mẫu mà lôi quân đến làm loạn thế này, lẽ nào anh và bà ta có quan hệ gì khác sao? Bây giờ không tìm thấy bà ta, anh lại thấy nóng ruột như lửa đốt à. Hứa cha hiệp nở nụ cười trên khuôn mặt đầy dung tục. Mọi người trong sảnh lớn cũng ngay lập tức cười theo. Lâm thanh diện nheo mắt, trong ánh mắt anh mang theo sát khí rõ ràng, anh lạnh lùng nói cậu đang muốn chết đây. Tôi muốn chết sao, chỉ sợ là anh bây giờ không có tư cách để nói với tôi những câu như thế nữa rồi. Mang bà bảo mẫu đó ra đây, xem lâm thanh diện sốt ruột thế này, chúng ta không thể ngăn cản đôi uyên ương này gặp nhau được, hứa cha hiệp cười nhạt. Rất nhanh sau đó, Tôn Tuệ Phương được mấy tên vệ sĩ đưa ra ngoài. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Tôn Tuệ Phương mặt mày thâm tím, nắm đấm liên xiết chặt lại, không nói lời nào trực tiếp xông lên. Mọi người thấy thế đều bắt đầu châm biếm. Lâm Thanh Diện này đúng là to gan nhỉ, không nói gì mà đã muốn động thủ rồi, tưởng vệ sĩ của chủ tịch chúng tôi là đồ trang trí hả? Nhưng sự châm biếm trên khuôn mặt bọn họ còn chưa kịp hình thành đã chuyển thành kinh ngạc trong chớp mắt. Chỉ thấy sau khi Lâm Thanh Diện xông lên trước mặt đám vệ sĩ, một tay một chân, lập tức đánh bay hai tên, sau đó xoay người nhanh như chớp, dùng hai đấm giải quyết được hai tên nữa. Bốn tên vệ sĩ mỏng manh yếu đuối như người giấy, chớp mắt đã thấy ngã dưới đất nằm co giật. Chương 469, anh ta đã chết rồi. Vãi thật, vậy, vậy cũng quá đỉnh rồi đó tôi còn chưa nhìn rõ nữa mà bốn tên vệ sĩ kia đã ngã xuống rồi thân thủ của lâm thanh diện này e là có thể so được với cao thủ võ lâm trên phim luôn rồi đúng là quá đáng sợ mà nếu mà tôi phải chịu cú đấm này chắc là tôi đã chết tại chỗ luôn rồi mẹ ơi không ngờ lâm thanh diện đánh nhau lại giỏi như vậy trước kia lúc mà anh ta đi đến đâu cũng bị chửi là tên vô dụng tôi còn định đi ức hiếp anh ta cơ bây giờ nghĩ lại may mà lúc đó không đi nếu không hôm nay e là mọi người đã không còn nhìn thấy tôi nữa rồi. Một đám người đều sợ hãi trước thực lực của Lâm Thanh Diệt, chớp mắt đã thay đổi cách nhìn về anh. Hứa trai hiệp cũng bị cú đấm bất ngờ này của Lâm Thanh Diện dọa một phen, trước kia anh ta biết Lâm Thanh Diện có thể đánh nhau, nhưng anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại giỏi đến mức này. Anh ta còn tưởng khi đối diện với bốn tên vệ sĩ kia, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không kiên trì được bao lâu rồi bại trận, không ngờ chỉ trong trước mắt mà lâm thanh diện đã hạ gục được bốn tên vệ sĩ đó sau khi giải quyết xong bốn tên vệ sĩ lâm thanh diện nhìn tôn tuệ phương nói chị tôn chị không sao chứ tôn tuệ phương lắc đầu nói tôi không sao chỉ bị ăn đánh một chút thôi không phải chuyện gì quá to tát lâm thanh diện nhìn vết bầm tím trên mặt tôn tuệ phương cảm thấy tức giận nói chị yên tâm cậu ta đánh chị tôi sẽ đòi lại cho chị nói xong lâm thanh diện đưa tôn tuệ phương sang phía trần tài anh và lý huỳnh thái hứa trai hiệp hít sâu một hơi điều chỉnh lại trạng thái bụng nghĩ cho dù lâm thanh diện đánh nhau giỏi thì sao chứ anh ta còn có vị cao thủ thạch phá thiên này giúp đỡ nữa cơ mà cao thủ này được mọi người xem là cao thủ tu la thủ chắc chắn là lợi hại hơn võ mèo cào đó của lâm thanh diện nghĩ như vậy hứa trai hiệp lại tự tin hơn anh ta bước về phía lâm thanh diện nhìn anh nói đừng tưởng rằng anh biết chút võ mèo cào này mà tôi sợ anh nói cho anh biết ở chỗ tôi có một cao thủ mà anh không thể nào tưởng tượng nổi chỉ cần một cuộc điện thoại anh ấy sẽ đến đây đến lúc đó chỉ cần dùng một tay thôi là cũng có thể đánh anh răng rơi đầy đất anh có dám để anh ấy đến đây không lâm thanh diện nhìn hứa trai hiệp nói cậu nói là thạch phá thiên hứa trai hiệp ngơ ra không ngờ lâm thanh diện lại biết tên của thạch phá thiên sắc mặt anh ta lập tức tràn đầy tự tin, đúng vậy, chính là anh ấy, nếu như anh đã nghe qua tên của anh ấy, vậy chắc cũng biết là anh ấy rất giỏi. Trước khi anh ấy đến, tốt nhất anh nên nhanh chóng quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, nếu không đợi anh ấy đến rồi, tôi không còn kiên nhẫn nữa đâu. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, nói anh ta sẽ không đến. Con mẹ nó bất nói nhăng nói cuội ở đây đi, Thạch Phá Thiên là người của tôi, anh ấy đến hay không là do tôi nói, anh nghĩ rằng anh là ai, chẳng lẽ anh nói anh ấy không đến anh ấy sẽ thật sự không đến nói xong hứa trai hiệp lấy điện thoại ra tính gọi điện thoại cho thạch phá thiên anh ta đã chết rồi cho dù cậu có gọi điện cũng vô dụng lâm thanh diện thấy hứa trai hiệp không tin bèn nói thêm một câu nữa hứa trai hiệp cười khẩy một tiếng hiển nhiên là không tin lời lâm thanh diện nói rồi anh ta gọi điện cho thạch phá thiên nhưng một lúc lâu sau phía bên kia không có ai nghe máy hứa trai hiệp không khỏi nhíu mày lại Lúc này, một người hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào, là một trong những tên mà lúc đó Thạch Phá Thiên đưa đến, nhìn thấy hứa cha hiệp ở đây, anh ta bèn nhanh chóng chạy đến phía hứa cha hiệp. Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Người đó vừa chạy vừa nói. Hứa cha hiệp nhìn thấy người đó, lập tức nói tôi đang định tìm mấy người đây, anh cả của mấy người đâu, sao gọi điện cho anh ấy lại không được. Sau khi người kia đến trước mặt hứa cha hiệp, sắc mặt tuyệt vọng nói, anh, anh cả, bị đánh chết rồi. Cậu nói cái gì, con mẹ nó dám ở đây đùa với tôi à, tôi đánh chết cậu. Hứa trai hiệp nắm lấy cổ áo của người kia. Không, không đùa, vô cùng chính xác, anh cả quả thực bị, đánh chết rồi. Người đó cũng sắp khóc đến nơi rồi. Bị ai đánh chết, anh cả của các cậu mạnh như vậy, sao lại có người đánh chết anh ấy được chứ? Hứa trai hiệp sốt ruột hỏi, sau đó tầm mắt anh ta hướng về phía Lâm Thanh Diệt, anh ta không ngờ những lời mà Lâm Thanh Diện nói lại là thật. người đó cũng nhìn theo ánh mắt của Hứa Trai Hiệp. lúc tiếp xúc với ánh mắt của Lâm Thanh Diệt, người đó ngã xuống đất, gương mặt sợ hãi nhìn Lâm Thanh Diệt, khẽ lùi về phía sau. anh ta chính là anh ta, chính là anh ta đánh chết anh cả, thật đáng sợ, quả thực rất đáng sợ. người đó như gặp phải quỷ. sau khi lùi về phía sau, lập tức bò dậy, chạy thẳng ra khỏi công ty Vạn Hào đến đầu cũng không ngoảnh lại. Hứa Trai Hiệp không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta không ngờ Thạch Phá Thiên lại thật sự bị đánh chết, hơn nữa lại còn do Lâm Thanh Diện đánh chết, chuyện này quả thực nằm ngoài dự tính của anh ta. Anh ta nuốt nước miếng, nhìn Lâm Thanh Diện, không biết từ lúc nào trong lòng lại chợt hiện lên nỗi sợ hãi. Lúc này Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn anh ta, tuy Lâm Thanh Diện không nói gì, nhưng Hứa Trai Hiệp đã nổi ra gà toàn thân luôn rồi. Anh, anh nhìn tôi như vậy làm gì, chẳng lẽ anh còn muốn ra tay với tôi? Tôi nói cho anh biết, đây là công ty của tôi đó, rất nhiều người đang nhìn đấy, nếu như anh dám ra tay, bọn họ sẽ lập tức báo cảnh sát. Hứa cha hiệp có chút trột dạ nói. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta nở một nụ cười chế riêu, nói, sao thế, cậu sợ rồi. Hứa trai hiệp lập tức chừng mắt hét lên, có cái rắm. Ông đây sao có thể sợ được, anh đánh nhau giỏi thì sao chứ? Cho dù đánh nhau giỏi, cũng chỉ là một tên lỗ mãng mà thôi, Bây giờ thứ ông đây muốn so sánh với anh là một cuộc đọ sức trong kinh doanh, có bản lĩnh thì anh cứ nhắm vào công ty vạn hào của tôi mà tới, nếu như phương diện kinh doanh mà anh vượt qua được tôi, vậy xem như anh tài giỏi. Lâm Thanh Diện hít mắt lại, nghĩ đến công ty của nhà họ hứa bị hứa tra hiệp làm cho phá sản, sát khí trong lòng anh lại khó mà khống chế nổi. Có điều trước mặt nhiều người như vậy, anh quả thực không thể trực tiếp ra tay với hứa tra hiệp, hơn nữa trước đó, anh quả thực cũng phải giải quyết mối phiên phức công ty vạn hào này đã. Những người phạm sai đó, Lâm Thanh Diện anh sẽ không bỏ qua cho một ai cả, chỉ là anh sẽ làm từng bước một mà thôi. Một cái công ty nhỏ bé vạn hào mà thôi, cậu tưởng rằng tôi để vào trong mắt à. Lâm Thanh Diện nhìn hứa trai hiệp rồi nói một câu. Xem chút năng lực của anh kia, tôi có thể khiến công ty nhà họ hứa phá sản, anh có bản lĩnh khiến công ty vạn hào của tôi phá sản không? Lâm Thanh Diện, nói cho anh biết, sau lưng tôi có một thế lực lớn chống đỡ, dựa vào chút tài mọn này của anh, tôi không thèm để trong mắt. Hứa trai hiệp khinh thường nói. Lâm thanh diện ngoảnh đầu sang nhìn Trần Tài Anh, hỏi bao lâu nữa thì hướng vấn thiên tới. Chắc là sắp rồi, Trần Tài Anh nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói gì nữa. Hứa trai hiệp thấy Lâm Thanh Diện không nói gì, tưởng rằng Lâm Thanh Diện sợ rồi, vẻ mặt dương dương tự đắc. Chẳng bao lâu sau, hứa vấn thiên đến công ty vạn hào, ông ta bước vào đại sảnh, sau khi nhìn thấy lâm thanh diện, lập tức bước nhanh đến. hứa trai hiệp nhìn thấy hướng vấn thiên xuất hiện, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: sao nào, chẳng lẽ anh muốn dựa vào tập đoàn thiên dương để đối phó tôi? nói cho anh biết, tuyệt đối không thể nào. lâm thanh diện không để ý đến anh ta, chỉ quay đầu lại nhìn hướng vấn thiên, hỏi thế nào, có thể khiến công ty vạn hào phá sản không? sắc mặt hướng vấn thiên có chút nghiêm trọng, lắc đầu với lâm thanh diện nói, phía sau công ty Vạn Hào có sự ủng hộ kinh tế lớn hơn, chỉ dựa vào tập đoàn Thiên Dương, không có cách nào khiến bọn họ phá sản. Nghe thấy lời của hướng vấn thiên, chân Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đều có chút kinh ngạc, không ngờ phía sau hứa cha hiệp lại quả thực có thế lực lớn chống đỡ, đến cả tập đoàn Thiên Dương của Lâm Thanh Diện cũng không thể nào đối phó được. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải đối thủ mà không có cách để giải quyết từ khi quen biết Lâm Thanh Diện đến nay. Từ đây có thể thấy, Thế lực đằng sau công ty Vạn Hào kia mạnh mẽ đến nhường nào. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Hướng Vấn Thiên, cũng không lộ ra vẻ mặt nhăn nhó gì, mà lại rất bình tĩnh, dường như đây không phải chuyện gì lớn vậy. Anh Diện, hay là chúng ta trở về trước để thương lượng xem làm thế nào để đối phó công ty Vạn Hào này, sau lưng bọn họ tuy có người chống đỡ, nhưng không có nghĩa là không có cách đối phó. Hướng Vấn Thiên nói với Lâm Thanh Diện. Không cần, Lâm Thanh Diện nói. Hứa trai hiệp thấy nhóm người đang thương lượng, sắc mặt hướng vấn thiên nặng nề, lập tức đoán ra được chuyện gì, cho dù có là tập đoàn thiên dương, cũng chẳng làm gì được công ty vạn hào cả. Anh ta đảo mắt, sau đó cười xấu xa nói một câu, lâm thanh diện, không phải anh muốn đối phó với công ty vạn hào của tôi sao? Sao bây giờ ai nấy đều mặt mũi nặng nê thế kia, sao vậy, không làm gì được công ty vạn hào của tôi à? Sau khi mọi người của công ty vạn hào nghe được lời này của hứa trai hiệp, cũng đều đoán được tập đoàn Thiên Dương không thể đối phó được công ty Vạn Hào, trong lòng thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Không ngờ tập đoàn Thiên Dương danh tính lấy lừng lại không thể làm gì được công ty Vạn Hào của chúng ta, công ty chúng ta quả thực là đỉnh quá mà. Ha ha, nghĩ lại thì, chuyển từ công ty nhà họ hứa đến công ty Vạn Hào, quả đúng là một quyết định chính xác. Lúc đó lại có nhiều người trực tiếp lựa chọn việc từ chức như vậy, đúng là quá ngốc mà, đây là công ty mà đến cả tập đoàn Thiên Dương cũng không làm gì được đấy. Lâm Thanh Diện, tôi thấy anh đừng nên ở đây lãng phí sức lực nữa, trước kia tôi là người của công ty nhà họ Hứa, bây giờ đang ở công ty Vạn Hào, cảm giác còn tốt hơn 100 lần so với công ty nhà họ Hứa. Cho dù là tập đoàn Thiên Dương cũng không phải đối thủ của công ty Vạn Hào, mấy người vẫn nên nhanh chóng rời khỏi công ty của chúng tôi đi, nếu không chọc vào chủ tịch của chúng tôi mấy người sẽ chỉ rước thiệt vào thân thôi, một người trước kia từng làm việc cho công ty nhà họ hứa nói với Lâm Thanh Diện. Hứa trai hiệp nhìn thấy nhân viên trong công ty cũng ủng hộ anh ta như vậy, trong lòng vô cùng đắc ý, lại nói với Lâm Thanh Diện một câu, nghe thấy chưa, đến cả nhân viên trước kia của anh cũng nói như vậy, anh vẫn nghĩ rằng anh có thể đấu với tôi sao? Tôi thấy anh vẫn nên nhận thua sớm đi, đừng ở đây lãng phí sức lực nữa. Con mẹ nó, còn dám hoanh hoang như vậy, anh Diện, để em qua đó đánh nó một trận xem nó còn dám nói như vậy nữa không lý huỳnh thái tức giận nói lâm thanh diện xua xua tay nói không cân lát nữa cậu ta sẽ đẹp mặt thôi sau đó lâm thanh diện lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số số này là số độc quyền để liên lạc với tất cả các thế lực lớn của quan lĩnh phân bố ở bên ngoài bình thường biết được số này chỉ có người mà ông chủ quan lĩnh và cả người mà ông chủ quan lĩnh tin tưởng nhất vì vậy phàm là người ngoài giới gọi đến số này, những thế lực ở bên ngoài của quan lĩnh đều sẽ dốc hết sức để phục vụ. Sau khi kết nối máy, Lâm Thanh Diện không nói gì thừa thãi mà nói thẳng, giúp tôi điều tra công ty vạn hào ở Hồng Thành, trong vòng 10 phút, khiến nó phá sản, chương 470, không có gì là không thể. Được ạ, à, phía bên kia chuyên đến giọng nói của một người phụ nữ, không hỏi gì, cũng không hỏi thân phận của Lâm Thanh Diện, nhiệm vụ của bọn họ là chỉ cần có người dùng số điện thoại độc quyền này gọi đến, bất kể là yêu cầu gì, bọn họ đều sẽ đồng ý. Hơn nữa số này của Lâm Thanh Diện không phải cố định, bên trong có một công thức, mỗi ngày, nó sẽ trở thành một dãy số khác, vì vậy Lâm Thanh Diện không phải lo lắng số độc quyền này sẽ bị lộ ra ngoài. Dù sao số này mỗi ngày qua đi đều không giống nhau, chỉ cần không đế lộ công thức, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Gọi điện thoại xong, Lâm Thanh Diện quay sang nhìn hứa trai hiệp, nói, đợi 10 phút, xem cậu còn có thể cười được nữa không hứa trai hiệp hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lâm Thanh Diệt, gương mặt tỏ vẻ không quan tâm, đợi 10 phút thì 10 phút, chẳng lẽ anh lại có thể khiến công ty tôi phá sản trong 10 phút chắc? Vậy tôi nghĩ chắc anh đang nằm mơ rồi. Người của công ty vạn hào nghe thấy lời của hứa trai hiệp đều bật cười, hiển nhiên họ đều cảm thấy việc Lâm Thanh Diện bảo đợi 10 phút chẳng có ý nghĩa gì cả. Trần Tài Anh và hướng vấn thiên cũng có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện, ban nãy Lâm Thanh Diện gọi điện thoại bọn họ không nghe thấy anh nói gì cả, vì vậy không biết sao Lâm Thanh Diện lại bảo đợi 10 phút. Anh Diện, tại sao chúng ta lại ở đây đợi 10 phút? Chẳng lẽ 10 phút sau, chúng ta có thể đối phó bọn họ? Hướng vấn Thiên hỏi. Trần Tài anh cũng tò mò nhìn Lâm Thanh Diện, tuy bọn họ đều đã biết, cho dù có là tập đoàn Thiên Dương cũng không làm gì được công ty Vạn Hào, nhưng bọn họ đều tin Lâm Thanh Diện nhất định có cách. 10 phút sau, công ty Vạn Hào sẽ phá sản, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt, nhạt nói. Dường như đây là một chuyện không liên quan đến anh vậy. Ba người lập tức chừng lớn mắt, có chút không dám tin nhìn Lâm Thanh Diệt, cảm thấy lời này của anh quả thực khiến người khác có chút kinh ngạc. Anh Diệt, anh không đùa chứ? Bối cảnh của công ty Vạn Hào không phải đùa đâu, 10 phút khiến bọn họ phá sản, đây là chuyện không thể nào mà, Hướng Vãn Thiên vẫn có chút không thể tin được. Trên thế giới này, không gì là không thể, cậu cảm thấy không thể, chỉ là do cậu chưa đạt đến cái tầng lớp đó mà thôi, Lâm Thanh Diệt nói. Hướng vấn thiên nuốt nước miếng, từ lời của Lâm Thanh Diện anh ta có thể cảm nhận được một cảm giác khác biệt. Xem ra lần này Lâm Thanh Diện rời Hồng Thành lâu như vậy, chắc chắn là có thu hoạch rất lớn, tiếp xúc được với tầng lớp mà người thường không thể tiếp xúc được, nếu không, Lâm Thanh Diện cũng sẽ không nói như vậy. Khoảng 10 phút sau, Lâm Thanh Diện, cũng sắp 10 phút rồi, không phải anh bảo tôi đợi 10 phút sau, sao giờ đợi 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh làm gì thế? Không phải anh đang đùa với tôi đấy chứ? Hứa trai Hiệp lại nói với Lâm Thanh Diệt. Nhân viên công ty Vạn Hào đều dùng dáng vẻ xem chuyện vui nhìn Lâm Thanh Diệt, bọn họ đều cảm thấy trong 10 phút không thể nào xảy ra chuyện gì được. Hứa trai Hiệp dứt lời không bao lâu, anh ta đã nhận được một tin nhắn. Anh ta lấy ra xem, hai con mắt lập tức trừng lớn, kinh ngạc kêu lên một tiếng, tài khoản công ty tôi sao lại bị đóng băng rồi. Chuyện này là như thế nào? Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc bộ đồng phục màu đen từ thang máy đi ra, hoảng loạn chạy đến trước mặt hứa cha hiệp, nói chủ tịch, không hay rồi, ban nãy ngân hàng hợp tác với chúng ta gọi điện đến, nói bắt đầu từ ngày mai sẽ không cho công ty chúng ta vay nữa, hơn nữa còn yêu cầu chúng ta phải trả lãi trong vòng 10 ngày, tiền vốn công ty chúng ta không thể nào chống đỡ được. Suýt chút nữa thì hứa cha hiệp hét lên, anh ta nắm lấy bả vai của người phụ nữ kia, chất vấn tại sao lại như vậy. Tôi, tôi cũng không biết, người phụ nữ đó vẻ mặt rất hoảng loạn. Lúc này điện thoại của hứa trai hiệp lại đổ chuông, anh ta nghe máy, phía bên kia truyền đến một giọng nói lạnh lùng vô tình, đây là tòa án Hồng Thành, giờ đây công ty vạn hào sắp phá sản, chúng tôi đã thành lập một nhóm thanh lý tài sản, sắp tới sẽ đến công ty của anh để tiến hành thủ tục, hy vọng lúc đó mọi người có thể phối hợp. Điện thoại trong tay hứa trai hiệp lập tức rơi xuống đất, anh ta quay đầu lại nhìn về phía lâm thanh diệt, tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hứa trai hiệp biết rõ, Chuyện này thành ra như vậy, chắn chắn là có liên quan đến Lâm Thanh Diện. Lúc này sắc mặt Lâm Thanh Diện tràn ngập ý cười, nhìn anh ta giống hệt như dáng vẻ ban nãy anh ta cười nhạo Lâm Thanh Diện. "Anh, anh làm gì công ty tôi rồi? Con mẹ nó rốt cuộc anh đã làm gì? Tại sao lại có người nói công ty tôi sắp phá sản rồi, sao có thể như vậy được?" Hứa Trai hiệp kích động hét về phía Lâm Thanh Diện. "Tại sao lại không thể như vậy? Tôi nói rồi, 10 phút sau" cậu sẽ không thể nào cười được nữa, Lâm Thanh Diện nhìn hứa trai hiệp nói. Đám nhân viên công ty vạn hào nghe lời hứa trai hiệp nói đều ngơ ra, bọn họ khó mà tin nổi nhìn hứa trai hiệp, bọn họ đều cho rằng mình đã nghe lầm. Ban nãy chủ tịch nói gì cơ, anh ấy nói công ty phá sản sao? Sao có thể chứ, sao có thể, công ty cũng không thể nào đột nhiên bị phá sản như vậy chứ? Mấy người còn nhớ ban nãy Lâm Thanh Diện bảo đợi 10 phút không, bây giờ cũng sắp hết 10 phút rồi, chẳng lẽ Lâm Thanh Diện bảo chúng ta đợi 10 phút, chính là vì muốn khiến công ty chúng ta phá sản? Không, tại sao lại như vậy? Công ty vạn hào lớn như vậy, sao có thể nói phá sản là phá sản được? Chuyện này, Lâm Thanh Diện cũng quá trâu bò rồi đó, chỉ 10 phút đã khiến công ty vạn hào phá sản. Nhóm người ban nãy hùa theo hứa trai hiệp chế diễu Lâm Thanh Diện bây giờ đều ngơ ra, nhất là đám nhân viên trước kia từng làm cho công ty nhà họ hứa, bọn họ đều cho rằng gia nhập công ty vạn hào là một lựa chọn tốt hơn, vì vậy mới không chút cố kỵ chế diễu Lâm Thanh Diện. Nhưng bây giờ bọn họ mới nhận ra, hóa ra Lâm Thanh Diện lại tài giỏi đến như vậy, chỉ trong vòng 10 phút đã có thể khiến công ty vạn hào phá sản. Trên đường đến đây, Lâm Thanh Diện đã nghĩ đến việc sắp xếp những người kia sau khi công ty nhà họ hứa phá sản, anh bảo hướng vấn thiên tìm công việc cho những người này ở tập đoàn Thiên Dương. Còn về đám người lựa chọn gia nhập công ty Vạn Hào kia, đương nhiên là không có cơ hội này. Bây giờ công ty Vạn Hào đã phá sản, đám người đó quả thật là một chút đường lùi cũng không có. Trên thế giới này không có thuốc hối hận, bây giờ cho dù bọn họ có rút lại lời đã nói, cũng không có ai thương hại bọn họ cả. Sau khi khiến công ty Vạn Hào phá sản, việc Lâm Thanh diện tiến hành các bước giải quyết hứa trai hiệp cũng đã hoàn thành bây giờ chỉ cần hứa cha hiệp phải chịu trách nhiệm về những việc mà anh ta làm sai nữa mà thôi. Anh và Trần Tài Anh, Lý Huỳnh Thái đi về phía hứa cha hiệp. Lúc này hứa cha hiệp không biết phải làm sao, ban nãy còn là một chủ lịch cao cao tại thượng của tập đoàn Vạn Hào, mà chỉ trong 10 phút anh ta đã ngã tăng từ trên cao xuống. Lâm Thanh Diện chỉ gọi một cuộc điện thoại đã có thể hủy hoại sạch sẽ những gì khiến hứa cha hiệp cảm thấy kiêu ngạo. Anh ta và Lâm Thanh Diện vốn không phải người cùng một lần lớp, mày đền công ty cho tao, tên khốn nhà mày, mày trả công ty cho tao. Ánh mắt hứa cha hiệp đỏ ửng nhìn Lâm Thanh Diện. Đền cậu, cậu nợ tôi, vẫn chưa tính hết đâu, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, đưa cậu ta đi, sau đó, tôi sẽ cẩn thận tính toán món nợ này với cậu ta, để cậu ta phải trả lại tôi hết mọi thứ cần phải trả. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 470